Ngồi khoanh chân các kiểu không dính đâu. Mày này cũng ca bé hơn, nó góc cũng rộng bằng mấy mày kia. Tức là cái nào cũng kiểu góc giống nhau nhỉ. Mày to là góc rộng hơn mà. Sáng chưa nhỉ? Được rồi đấy. Bạn bao nhiêu rồi, mày khác còn nét đâu. Để lau cái cam đi ạ. Hello mọi người ạ. Em chào chị Nguyễn Thanh nhá, chào chị Hương Giang này. Mọi người vào xem live với em. Hôm nay em sẽ xả hàng hè nhá. Xả nốt hàng hè ở bên cơ sở Ao Sen, rồi khui bọc len ở bên này luôn. Rất là nhiều mẫu mới, mọi người share live stream cho em đi ạ. Ở sao giọng chua nhỉ? Ở ngoài có thấy đâu. Chào chị Nguyễn Phương Anh ạ, chào chị Loan Nguyễn ạ. Thấy chưa, tôi thấy xem lại ở live giọng kiểu gì ý. Bà ghim đó, ghim comment. Mọi người ai đang xem thì comment cho em một cái đi. Ai đang xem thì chấm cho em một cái nhá, để em biết là mọi người đang xem. Hôm nay view lên nhanh rồi là chắc mọi người giải. Nhiều người vào xem này. Ghim bình luận. Hôm nay là em đang live ở bên cơ sở Ao Sen nhá. Thế nên là sẽ không gộp đơn đâu ạ. Chị nào gộp đơn với cơ sở Ao Sen. Không gộp đơn ở cơ sở khác nhá. Chỉ gộp đơn ở cơ sở Ao Sen thôi. Nếu mà lần trước nhạc có ai mà có đơn giữ thì mọi người có thể gộp đơn nhá. Để em gửi đi luôn cho mọi người. Sẽ xả cả hàng hè nhá, xả nốt hàng hè, rồi sẽ xả len nỉ các kiểu. Rất là nhiều mẫu mọi người ạ. Mọi người share cho em livestream nhá. Share 5 nhóm này được nhận áo 0 đồng. Hôm nay em sẽ tặng luôn một cái áo khoác cho mọi người này. Một cái áo khoác cho mọi người luôn này. Mọi người share cho em livestream đi ạ. Áo em đang mặc là áo nhung, có giá là 160k. Áo này là 160.000 nhá, chất nhung cực kỳ đẹp luôn. Đây trong này thế mà. Tôi làm giá giám khảo ạ. Mình đi đuôi rồi. Chị nhìn lại đi. Nó mình nhìn nhầm chết. Hôm trước vừa bị nhầm sao không? Đúng đấy. Hôm trước là bị kiểu nhìn rồi xong rồi lại quên ý. Mọi người share cho em vào 5 nhóm nhá. Share 5 hội nhóm. Lên tầm 180 người xem em sẽ bắt đầu chơi mini game. Và hôm nay sẽ tặng luôn một cái áo khoác len nhá. Áo khoác len cho người nào mà comment nhanh nhất, đúng nhất và chia sẻ đủ các bước. Áo em đang mặc chỉ có duy nhất một cái thôi. Bởi vì đây là hàng kiểu hàng si tuyển chọn, thế nên là mỗi mẫu chỉ có duy nhất một cái thôi ạ. Ai lấy thì chốt nhanh. Ai lấy thì chốt nhanh, không thì sẽ hết là sẽ tiếc đấy ạ. Mỗi mẫu chỉ có duy nhất một cái. Máy nó hơi cao không? Hơi cao nghĩa cho xuống á. Không, áo ấy năm mặc là 160.000 nhá mọi người. Đây ạ, chất nhung này, chất nhung đẹp lắm, màu này màu kiểu rêu rất là xinh luôn. 160k nhá. À, áo khoác này em sẽ tặng luôn cho mọi người. Thế nên là mọi người chơi mini game đi, biết đâu sẽ may mắn trúng luôn một em áo khoác này, không phải mua. Em nhắn tin cho shop không trả lời vậy. Chị Linh Cún. Chào chị Phương Anh Nguyễn nhá. Mọi người xem livestream với cho em với ạ. Lên 180 người xem sẽ bắt đầu chơi mini game nha. 180 người xem sẽ bắt đầu chơi mini game nhá. Đây, áo len này rất là đẹp luôn này. Áo khoác kiểu cardigan ý. Bà trả lời Linh Cún nhá, đây. Bộ đấy hết rồi nhá. Chị Linh Cún ơi, cái bộ chị hỏi hết rồi chị ạ. Đây nè, cái này có cả cài khuy nhá. Cái này có cả cài khuy này. Có thấy chị Vũ Lan Hương ạ. Áo ấy năm mặc là 160.000 nhá. Có duy nhất một cái thôi ạ. Ai chốt nhanh thì mọi người... Ai lấy thì mọi người chốt nhanh đi, bởi vì có duy nhất một cái thôi. Đây này, áo. Lên giá cực kỳ xinh luôn nhá. Dưới 58 cân đổ lại. Xinh lắm. Chơi game đi ạ. Chơi luôn à? Lên á. 170. Mọi người share cho em live stream lên 180 này. Bắt đầu chơi game đi. Đừng lâu quá. Đây nhá, em sẽ ăn. Ai vào sau ấy, em sẽ giơ lại cho mọi người cái áo được tặng hôm nay này. Cái áo ngày hôm nay được tặng đó là một cái áo len cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ xinh luôn nhá, mọi người chơi đi. Biết đâu sẽ may mắn trúng. Có thấy chị Eva Farm nhá. À, sẽ chơi tiếp đoán hai số cuối của tờ tiền nhá mọi người. Chị ơi, bên đây La Thành sao chốt lâu thế, mãi chưa gửi hàng thế ạ? Chị Ngọc Jenny. Chị Ngọc Jenny chờ một tí, em sẽ check lại inbox của chị nhá. Có thấy chị Hương Giang này. Mà chị bảo xỉ len khui mà inbox không trả lời gì cả. Chị Minh Ánh inbox ai đấy, inbox chị ạ? Chị Minh Ánh inbox cho shop hay inbox cho ai ạ?
bà ok này, nhắn tin vào số điện thoại. Bà đọc, thôi để tôi ghi comment thôi. Ok mọi người, bây giờ sẽ bắt đầu chơi mini game luôn nhá. Chơi nhanh, chơi nhanh. Chơi nhanh để còn bán hàng mới nhá. Chị ấy tên là gì cơ? Bà Minh Ánh. Chị Minh Ánh. Chị Minh Ánh, chị nhắn tin vào số điện thoại của Lanh đi ạ. Đây, em sẽ cho mọi người một gợi ý luôn nhá. Áo bên đang mặc còn nhá. Nếu mà ai lấy áo bên đang mặc thì mọi người comment cho em là áo đang mặc kèm số điện thoại nhá. Áo đang mặc là có giá 160.000, chỉ có duy nhất một cái thôi ạ. Thế nên ai chơi nhanh thì em sẽ để cho người ý, bởi vì có duy nhất một cái thôi. Này bơ sẽ chơi mini game luôn nhá. Áo đang mặc còn nhá mọi người, nếu mà ai lấy thì chốt cho em là áo đang mặc kèm số điện thoại. Em sẽ cho mọi người một gợi ý này. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 01 cho đến 50 nhá. Một con số nằm trong khoảng từ 01 cho đến 50 này mọi người comment đi ạ. Và mọi người nhớ là mọi người chia sẻ. Mọi người nhớ là mọi người comment đi ạ, thì mọi người chia sẻ cho em nhá. Tức là nếu mà mọi người comment bao nhiêu thì mọi người phải chia sẻ cho em bấy nhiêu. Áo đang mặc kèm số điện thoại này. Áo đang mặc chị Thu Giang nhá. Chị Thu Giang để lại đúng cú pháp đầu tiên này. Áo đang mặc kèm số điện thoại này. Ok, sẽ để áo này cho chị Thu Giang nhá. Bây giờ mọi người comment chơi mini game đi ạ. Sẽ được tặng một cái áo len này. Mọi người cứ chơi đi, biết đâu sẽ may mắn trúng. Không cần phải mua luôn, một em áo len cực kỳ xinh luôn này. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 01 cho đến 50 nhá. Nhìn đây, nhìn lại kia, bé vãi. 09 size, 11 size, mọi người comment nhanh nhanh đi ạ. Thì nhựa hơi thấp. Ok mọi người ơi, 47 size nhá, mọi người comment đi ạ. Áo em đang mặc hết rồi nhá, tí nữa em sẽ lên mấy mẫu. Cái này thấp hơn ý thôi là. Ý thôi là đấy. Có tí nữa nhưng mà tí bà quay bà phải cho chất lên tí mới đẹp. 04 size nhá, 34 size này. Em chào chị Nhi Nguyệt này. Áo em đang mặc hiện tại hết rồi nhá, tí nữa em sẽ mặc mấy mẫu kiểu nhung nhung như này. Nhiều lắm, rất là xinh luôn. Áo em đang mặc hết nhá mọi người. 18 size ạ. 18 size này, 24 size, 19 size ạ. Mọi người nhớ là mọi người comment bao nhiêu thì mọi người chia sẻ cho em bấy nhiêu nhá. Không thì đến lúc mà kiểu đoán trúng rồi ạ, mà chia sẻ không đủ thì nhà em sẽ không tính đâu nhá. Áo em mặc hết rồi nhá, tí nữa em sẽ mặc mấy mẫu kiểu giống như này lên cho mọi người xem nhá. 19, 18 size ạ, 22 size này, 34 size. Mọi người comment nhanh tay lên đi ạ, xong rồi em sẽ bán hàng mới nhá. Nhìn thấy chị ạ? Bà ở trong khăn. Không nhìn thấy, không nhìn thấy. Em ăn cơm. 32 size ạ, chắc thấy giọng bà. 32 size, 25 size, 28 size. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 50, à đâu, từ 01 cho đến 50 nhá. Em sẽ cho mọi người một gợi ý sát nữa nhá. Đây là một con số lẻ nhá. Đây là một con số lẻ này, nằm trong khoảng từ 01 cho đến 50. Một con số lẻ nằm trong khoảng từ 01 cho đến 50 này. Áo em đang mặc hiện tại hết rồi nhá. Tí nữa sẽ mặc mấy mẫu kiểu giống như này cho mọi người chọn nhá. Đây sẽ tặng một em áo khoác này nhá. Giơ lại lần nữa cho những ai vào sau này. Sẽ tặng một em áo khoác nhá, cực kỳ xinh luôn. 42 size, 93 ngoài gợi ý rồi ạ. Đây là một con số từ 01 cho đến 50 và là một con số lẻ nhá. Một con số lẻ. 47 size. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em nhá. Chia sẻ mạnh tay lên. Bởi vì chơi mini game này rất nhiều comment bị ẩn đấy mọi người ạ. Không phải comment của ai em cũng nhìn thấy được đâu nhá. Thế nên mọi người càng chia sẻ thì lượt tương tác càng nhiều ạ, thì mới hiện được comment. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em nhá. 13 size này, 25 size, 23 size. Đúng à? Chưa, chưa ai đúng luôn. Mệt thế. Quá nhiều đấy. Đây. Bạn nào muốn tóc lên đi bạn ơi. Để tóc nó mới xinh. 13 size, 07 size, 09 size, 17 size vẫn chưa ai trả lời đúng cả. Nếu mà những con số nào mà em đã đọc sai rồi ạ thì mọi người kiểu theo để ý nhá, mọi người đừng có comment lại nữa. Mọi người comment những cái số khác đi. Đây cho gợi ý rồi, một con số lẻ rồi. Sát hơn nhá. Bây giờ sát hơn là nếu mà đây có gọi gì ạ? Hai con số giống nhau à? Trùng lặp. Hai con số kiểu giống nhau nhá. Đây là một, đây là hai, hai. Đây là một con số tạo bởi hai chữ số giống nhau. Đây là một con số tạo bởi hai chữ số giống nhau nhá. Chỉ có bao nhiêu nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76
2, 3, 4, 5. Ờ đúng rồi. 5, chỉ có 5 cái thôi mọi người, đoán nhanh đi ạ. Chỉ có 5 số thôi. Lẻ nữa thì chỉ còn 3 thôi. Còn 3 thôi mọi người có. Mọi người em gợi ý mọi người có hiểu không? Mọi người comment lại đi ạ. Áo em đang mặc hết rồi nhá mọi người. Có chị đúng rồi. Thu Giang nào? Đâu? Thu Giang. Thu Giang à? 33 ghim đi. Ghim Giang đầu tiên à? Ghim comment Thu Giang kia đi đâu? Có chị Thu Giang nhá. Đây ạ. Em để em ghim bình luận luôn nhá. Đây. Đây là con số 33 này. Con số 33 nhá, ở trong máy chủ của em là chị Thu Giang comment đầu tiên nhá. Đây là em theo máy chủ thôi ạ. Mỗi máy nó sẽ nảy một cái comment khác nhau nhá. Em sẽ tặng áo này cho chị Thu Giang này. Vâng, chị Thu Giang mua áo này luôn đấy. Mặc đi, mặc đi, bắt đầu mặc đồ vào. Ok, sẽ thay màu khác cho mọi người nhá. Áo sẽ tặng cho chị Thu Giang, em đã ghi mơ. Em đang ghi bình luận rồi đấy ạ. Thôi, chỗ này chụp hết rồi. Mà nhung đi. Em sẽ lên mấy màu nhung giống thôi nhá. Sẽ lên mấy màu nhung giống như lúc nãy nữa. Ok, chị làm giá luôn. Đây, một em váy nhung nhá mọi người. Bây giờ sẽ sang hàng mới rồi. Thế nên là mọi người đừng comment đoán số nữa nhá. Con poppy này, con poppy này chủ không. Con poppy này mặc nóng, ấm cực. Mặc áo nhung nó cứ bị nóng ấy. Mặc mùa đông chỉ có ấm thôi. Mỗi máy nó nảy comment khác nhau đấy mọi người ạ. Em chỉ tính theo máy chủ thôi nhá. Em chỉ tính theo máy chủ thôi. Bởi vì mỗi máy là sẽ lên một cái comment khác nhau. Cái này là dạng áo giấu quần, áo trùm mông nhỉ. Đây nhá, sao mẫu áo nhung trùm mông này. Áo nhung trùm mông. Đấy mọi người ơi, mọi người thấy không ạ? Ai cũng bảo là mình comment đầu tiên. Nhưng mà em là người sau. Đấy, thế thì ai là người sau? Em chỉ theo máy chủ thôi. Nếu mà em thấy ai trước thì em sẽ chốt cho chị ý. Và em đã ghim comment của chị em thấy đầu tiên rồi. Đúng ạ, rất nhiều người comment là em trước mà. Cái này bao nhiêu bà? Cái này là màu xanh than nhá. Nhung màu xanh than này. Chất dày cực kỳ luôn mọi người ạ. Chất nhung dày lắm, 210.000 nhá. Áo này còn mũ đằng sau này. Cho mọi người xem chất đi. Có giá là 210.000 nhá. Ở bên trong còn lót cả bông nữa này. Nhung nhá, ở bên trong lót bông. Ship Bắc Giang này em ship từ 30 cho đến 35k nhá. Trói quá chị. Hay là màu này bị trói đấy. Chọn 2-3 cả. Cái màu đen và màu xanh. Màu sang đã ma luôn. Con này không đẹp ốc gì. Áo em đang mặc là 210.000 nhá. 210.000 này. Mẫu này thì tầm dưới 58 cân đổ lại. Mọi người nhìn thấy đỡ trói hơn chưa ạ? Nhìn này bà ơi. Mẫu này là 210.000 nhá. Ai lấy thì chốt cho em là 210 kèm số điện thoại. Mặc kiểu trùm mông nhá. Mọi người có thể mặc với cả chân váy hoặc là quần kiểu quần sóc da ấy, quần legging các kiểu đều ok hết nhá. Giá là 210k này. Này bà, ở đằng sau có mũ. À ơi, sale kiểu khóc đắt này. Đằng sau mặc luôn đi. Mặc lên thì mà nó bị ở đây rồi, khách về giặt rồi. Đằng sau có mũ nhá, giá là 210.000, có ai thích mẫu này không ạ? Qua mẫu đi. Em qua mẫu khác nhá. Nếu mà ai lấy thì chốt cho em. 210 kèm số điện thoại. Con thấy 210.000 là quá rẻ luôn đấy. Bởi vì nó chất nhung dày lắm. Dày cực kỳ luôn. Chất nhung thì bao giờ cũng đắt rồi, mà mặc lên thì xa cực kỳ. Một em cái này bị làm sao bà? Nó bị ở cái sọc tay ấy gì đó. Mặc lên đi đã rồi sẽ nhìn thấy. Ở cái sọc tay, cái đấy dày thôi. Một em mặc khoác nhung đát nhá, khoác nhung đát này. Cái này bị hơi bị lỗi này. Gì à? Chị Triệu Tuyền mà lấy, à ok, chốt áo nhung cho chị Triệu Tuyền này. Ok chị Triệu Tuyền ạ, cái này đâu nhỉ? Tôi không thấy gì. Sao còn 100.000? Cái áo đát nhá, áo đát này bị mọi người ạ, cái vạch này, cái vạch trắng nhá, nó bị hơi bị tung mất chỉ này. Về không mọi người mặc lên nó chả nhìn gì đâu, kiểu bèo ấy ạ. Đây nhá, em fix luôn 100k này. 100k áo nhung đát này nhá. Đây, 100k luôn. Chất cực kỳ dày dặn luôn nhá, mặc em này kiểu mặc với quần bò các kiểu thể thao ấy, rất là xinh. Cái này 201 cũng rẻ không? 100.000 này quá rẻ luôn, chất nhung rất là đẹp nhá. Ai lấy thì chốt cho em là 100k kèm số điện thoại. Đây này, nó hơi bị kiểu tung chỉ nhưng mà nhìn không điểm sao đâu mọi người ạ. Lấy cái này nha. Mọi người lấy thì Chị Thùy Dương này, mọi người comment theo cho em theo đúng cú pháp nhá. Nếu mà
ai không đúng cú pháp thì sẽ em sẽ chốt cho người khác đấy ạ. Mày làm nhung gì nhá? Em mặc tiếp vào nhung nhá. Ở dưới chắc ơi. Đâu? Ở dưới gì ạ? Một em áo kiểu áo lông lông này, áo nhung lông ý, rất là đẹp luôn. Em sẽ lên từng mẫu một cho mọi người. Mỗi mẫu chỉ có một cái thôi nha, mọi người chốt nhanh đi ạ. Thế mình như mình một người. Hồi sức. Đây nha, một em áo lông này kiểu vằn vằn hoa hoa ấy. Đây là ở tay như này nhá. Cái này là chân lông kiểu mặc kiểu đã rất là đáng yêu kiểu cute. Thế bao nhiêu bạn nhỉ? Cái này đi bốt cũng đẹp nhá, 185.000 này. Mẫu này có giá là 185k. Dày lắm. Cái này chất lông cực kỳ dày nhá. Mẫu này thì tầm dưới 58 cân đổ lại nhỉ. 58 cân đổ lại cho em nhá. Mẫu này 58 cân đổ lại này. Mọi người nói chung mấy cái áo này mọi người mix cái gì cũng rất là hợp luôn, bởi vì cái dáng nó rất là dễ mặc. 58 cân đổ lại này, ai lấy chốt cho em là 185 kèm số điện thoại đây. Chất lông này, chất kiểu lông lông nhung nhung ấy rất là xinh luôn. Giá là bao nhiêu nhỉ? Giá là 185.000 này. Có len họa tiết nhá, rất là nhiều mẫu len mọi người. Triệu tiền luôn. Ơ sao mình không nhìn thấy ở đây nhỉ? Ok, ở máy đấy hiện lên trước đấy. Máy này tôi chưa hiện cơ. 185 chị Triệu Tuyền. Ok, chỗ chị Triệu Tuyền này lên mẫu. Lên mẫu hình poppy xinh lắm. Đợi em mặc nha. Vâng ạ, nhiều hàng đẹp là hôm nay rất là nhiều hàng đẹp luôn. Bao chất luôn cho mọi người nhá, không tìm ở đâu mặc với giá này mà chất lượng như này luôn ấy ạ. Váy len nâu chị thua nguyên rồi, hỏi chị em có lấy không ạ? Tí hỏi chị nhắc em. Váy áo bảnh đúng không? Cái này mặc kiểu thành gấu bông ấy, cute vãi. Cái này người chị nào bé bé thì mặc được, các người to to mặc đúng rồi. Nếu mà ai kiểu bé bé ấy, mặc thì nó kiểu kiểu gọi là kiểu gì nhỉ, kiểu xinh xinh ấy, kiểu nó phồng phồng lên ấy, kiểu chất lông này. Còn ai mà to quá thì sợ mặc nó sẽ bị béo người. 195. Cái này 195.000 nhá. Đây ạ, mọi người nhìn là chất nhung cực kỳ đẹp luôn nhá. Dày lắm. Dày dã man luôn, với cả hình này cũng rất là đáng yêu này. Lấp lánh nhá, 195.000. Em này có giá 195.000 nhá. Cái này thì chắc mọi người tầm 54 cân đổ lại mặc sẽ đẹp hơn đấy ạ. Mẫu này 54 cân đổ lại thì mặc sẽ đẹp hơn nhá. 54 cân đổ lại. Giá là 195k này. Ai lấy thì chốt cho em này. Có thấy chị người từng thương ạ. Có thấy nhá, có thấy chị Mimi Nguyễn này. Có thấy Nguyễn á. Đây nhá mọi người, ai lấy mẫu này này. Cái chữ H màu rêu nhà em hết rồi nhá. Áo chữ H màu rêu hết rồi ạ. Mẫu này có giá là 195.000. Đằng sau cho nhá, 195k này. Có ai thích mẫu này không ạ? Không thì sẽ qua mẫu khác nhá. Nào vui vẻ bớt thêm, còn cho 90.000. Cho 89.000. Ai lấy bớt luôn 189 cho cho nhanh ạ. Mà cho mọi người không đi đâu mà tìm được một cái áo rẻ mà đẹp như thế này luôn. Chất dày lắm ý. Mặc lên chỉ có ấm thôi mọi người ạ. Bớt luôn 189k nhá. Ai lấy chốt cho em 189 kèm số điện thoại. Sản set này nhá. 189 nhá, chất này. Đấy. Nhìn ở ngoài đẹp hơn trong cam. Nhìn ở ngoài còn đẹp hơn trong cam cơ. Trong cam đúng rồi, trong cam nó cứ bị làm sao ấy. 189.000 nhá. Em xả luôn set chấm bi này. Set chấm bi bao gồm một cái váy hai dây đuôi cá nhá. Và một cái áo 99.000. Và một set. Cái áo trễ vai này. Cả set 99k nhá, dưới 58 cân đổ lại. Cả set này dưới 58 cân đổ lại này, 99.000 một set. Cái set này thì rất là hot rồi, bán bao nhiêu cũng hết. Bây giờ hiện tại ở cửa hàng còn duy nhất một set này. Còn duy nhất một set, ai lấy thì chốt cho em là 99k kèm số điện thoại. Cái này chất rất là đẹp nhá, chất kiểu rất là đẹp luôn ạ. Xả 99k này. Dưới 58 cân đổ lại nhá. Ai lấy thì chốt cho em là 99k kèm số điện thoại. Đây, bao gồm một cái váy đuôi cá này. Với cả một cái áo trễ vai nhá. Một cái áo trễ vai 99.000. Màu vàng này dày đúng không? Chưa ai lấy. Mọi người ai thích set này không ạ? Em sẽ qua mẫu khác luôn nhá. Tính ra có 50.000 một chiếc thôi nhá cả nhà nhá. Cả một set là 99k. Tính ra 50.000 quá rẻ. Khoan nhung còn không, khoan nhung hết rồi mọi người ơi, khoan nhung hết rồi nhá. Đó là mặc mấy cái khoác mỏng đi. Em mặc mấy cái mẫu khoác mỏng cho mọi người nhá.
mấy cái khoan len mỏng nhá. Khoan họa tiết này, khoan len họa tiết. Cái này mặc lên cũng rất là xinh luôn. 100k nhá. Khoan len họa tiết này 100.000 này. 100.000 này. Ai lấy mẫu này comment cho em là 100k kèm số điện thoại. Cái này là khoan len mỏng nhá. Đây ạ, họa tiết này rất là xinh luôn, khoan len mỏng này. Ai lấy chốt cho em là 100k kèm số điện thoại. 100k kèm số điện thoại nhá. Đây ạ, lên giá cực kỳ xinh luôn. 100.000 này. Ai lấy chốt 100k kèm số điện thoại. Áo chữ H hết rồi mọi người ạ. Áo chữ H hết rồi nhá. 95 đi bà, nhanh cho này. Sale luôn 95k này, ai lấy chốt nhanh 95k này. Áo lên dài đi không? Áo nhung kiểu nhung áo nhung mọi người chờ em áp ảnh nhá. Hôm nay thì nhà em chưa ở áo nhung ra, chỉ có mấy mẫu lúc nãy thôi ạ. Cái này 95.000 này, ai lấy chốt 95k kèm số điện thoại. 95 nhá, ai lấy thì chốt cho em là 95, em sẽ qua luôn mẫu khác. Set vàng chấm bi còn nhá, Nguyễn Việt Hà nhá. Chị Hiên Lê cả hai luôn ạ. Set vàng chấm bi 90. Khoang len kẻ này 95 một 95 bốp. Chị Thu Giang lấy cái bốp. Chị Thu Giang gộp đơn bốp này. Có đơn rồi đấy. Đây nhá, khoang này cũng kiểu vạt vạt rất là xinh này mọi người ơi. Khoang này vạt rất là xinh này. Bao nhiêu nhỉ? 95. Cũng 95. 95k nhá, ai lấy chốt cho em là kẻ 95 này. Chất kiểu len mỏng nhá. Chất lên mỏng. 90 luôn nhá. 90k ai lấy chốt cho em là 90 kẻ kèm số điện thoại. Cái này mọi người khoác cái thời tiết mà giao mùa ấy ạ, rất là đẹp luôn. Kiểu mỏng mỏng mà mọi người khoác thêm một cái áo khoác nhẹ rất là xinh luôn nhá. 90.000 kèm số điện thoại cho em ạ. Kiểu vàng vàng như này này, xinh lắm. 90k nhá. Mẫu này cực kỳ xinh luôn này. Dưới 55 cân đổ lại nhá. Dưới áo đã hết rồi. Lại. Ok, lên áo len nhá. Ngô Mi ơi, chờ một chút này. Đây. Con kẻ đẹp dã man. Xinh lắm này, mặc lên là đẹp. Trời ơi, rẻ đẹp quá. 90.000 này. Hôm nay là em ra em xả nốt cái đống len mỏng thôi, chứ không thì không có giá đó đâu nhá. Bị không mình chậm ấy nhỉ? Ở comment nó bị nhảy chậm. Còn máy này bị nhảy chậm như máy này như thế thôi. Cái này 90 nhá, 90. Linh tròn chốt nhá. Ê, cho vào cái mắt này. Linh tròn kèm số định. À linh tròn chốt này. À con bướm này. Áo cánh rơi nhá. Để em sẽ lên từng mẫu một cho mọi người nhá. Mọi người cứ xem. Áo khoác lên mỏng nhá. Hình con bướm 60k này. 60k em này luôn. Xinh lắm. Có à khuy cài nhá. Có khuy cài như thế này này. Mọi người thể cài khuy được. Hoặc mọi người có thể để xuông. Còn xếp vàng nhá. Xếp vàng là 99.000 ạ. Đây nhá đằng sau này. Nếu mà ai là xếp vàng thì comment cho em là xếp 99k kèm số điện thoại. Cho mọi người xem chất đi. Đây nhá, chân len rất là đẹp luôn này, chua chân len rất đẹp luôn, xả quá rẻ rồi. 60.000 nhá. 60.000 chân len mỏng ấy, mọi người khoác mùa thu à, rất là đẹp. Ai lấy 60k comment. Ai lấy comment là 60 kèm số điện thoại, có khuy cài nhá. Mọi người thích cài như nào cũng được, cài như này cũng được này. Cởi đi. 60k nhá. Sáu mươi k kèm số điện thoại này. Qua tiếp mẫu áo len nhá. Qua mẫu áo len màu rêu. Chị Linh Pham cho 60k chắc chắn lấy hàng của em nhá. Một cái áo len xếp vàng, xếp vàng 60 cân mặc vừa nhở. Và chị cao mà, chị cao mét 6, tầm mét 58 đổ lên thì vừa nhá. Chị cao tầm mét 58 đổ lên thì vừa nhỉ, các mình chậm đi. Em khoa len màu rêu này. Áo len. À em áo len màu rêu nhá, kiểu xẻ xẻ. 130k này. Mặc kiểu này mọi người mặc vào quần legging ý. Hoặc là chân váy rất là xinh luôn. 130.000 nhá. 130.000 đấy ạ, chất len này. Báo cân nặng luôn. Chất len dày dặn quá là đẹp luôn. Mét 63 thì mặc thoải mái chị ạ. Báo cân nặng đi, báo cân. Cái này tầm 55 cân đổ lại. 55 cân đổ lại nhá. 55 cân đổ lại này. Lên ai lấy có nhá, Lê Hồng Phấn có. Ai lấy chốt cho em là 130 kèm số điện thoại. 130k kèm số điện thoại nhá. Ok, 130k này. Phương Hòa cho 130 này. 130k. Có bút không? Cho chị một cái bút này. Một em khoác màu đỏ mận nhá. Khoác màu đỏ mận này. Đây ạ, à, kiểu như này nhá. Khoác len mỏng nhá. Đây kiểu khuy như này này. 90, rất là xinh này. 90k nhá. Nhưng mà cái này là 99 kìa, gấu ngố kìa. Cái này chỉ là giả khuy thôi. Gấu ngố lấy, cái mà xinh à? Ừ. Gấu ngố lấy set nhá. Gấu ngố set 99 này, ok. Hết set 99 nhá. Khoác len đỏ này 90k. 90 không ạ?
90. Khoai lang đỏ này 90 này đây ạ. Mẫu này dưới 58 cân cũng có thể mặc vừa bởi vì chân len con ra. Của gấu, của gấu ngố nhá. À thôi, mẫu này chỉ tầm 56 cân đổ lại thôi nhá. Xếp vàng em hết rồi ạ, xếp vàng 99 em hết rồi. 56 cân đổ lại mặc sẽ đẹp hơn này. Comment nó cứ giá là 90.000 nhá, mọi người lấy chốt cho em 90k kèm số điện thoại. Hay là bà xem thì comment là máy bà nhanh hơn ý. 90k Phương Hòa gộp đâu này. Đây tôi biết luôn những gộp nhá. Ừ. Một em lên kẻ nhá. Lên kẻ mỏng này. Hương ơi Hương, Hương đâu, bạn đi đi, bạn không kịp. Không kịp rồi, không kịp làm túi đâu. Đây, một em len kẻ mỏng, mẫu này thì 58 cân. Cái áo đỏ này nhét vào túi của Phương Hòa này, nhét vào túi Phương Hòa. Mẫu này 58 cân mặc thoải mái nhá. Đây, cái vạt, nói chung là áo len mà vạt kiểu này mặc lên rất là xinh luôn. Tên tôi ghi vào mắt cho, bà ghi vào mắt cái đấy 90 đi. Chất len kiểu mềm mượt, kiểu li li. Chất len kiểu đanh đanh ấy mọi người ạ. Linh Phạm ơi, 90 hết rồi nhá. Cái 90 hết nhá, con này 60. Ôi 60 quá rẻ. 70 quên. 70. 70k nhá mọi người. 70k nhá quên. 70k chất đẹp cực kỳ luôn. Nhìn mới cửa hàng đi. Phương Hòa là gộp mà. Sao bà làm túi mới Phương Hòa gộp mà. Đây. Em đưa số gì đây nào. Gộp đấy. 70 nhá, 70 này. 70 này. Ê, Phương Hòa gộp vào số 6 mà. 70k nhá, qua Phương Hòa cái khoác len đỏ gộp vào số 6 chưa? Em qua luôn mẫu khác. À Phương Hòa có cả cái áo len 130 này, chưa làm túi này, đây này. Trên đùi bạn ý, bạn ấy không làm kịp. Thôi bà ngồi vào ghi sổ làm túi đi, bạn ấy không làm kịp đâu. 70k chốt cho Linh Phạm gộp đơn này, Linh Phạm có đơn rồi này. 70k Linh Phạm gộp đơn nhá. 70k Linh Phạm gộp đơn này. Lên mẫu khác nhá, lên một em váy tua rua này. Một em váy tua rua xinh. Linh Phạm có đơn rồi đúng không? Em phải đọc lại là số túi số bao nhiêu để bạn ấy làm nhá. Cái này xinh lắm mọi người ơi. Không kịp, không quen là không làm được đâu. Cứ nhờ máu của khách nhá. Đây ạ, mẫu len này, tua rua tay thôi nhá. Cái set này của gấu gì ấy. Gấu con à? Cái váy len tua rua chất cực kỳ đẹp luôn này. Chất đây. Cực kỳ đẹp nhá, 95k. Đây là hôm nay sale nhá, 95k. Đây chất đây ạ, chất len cực kỳ xinh này, kiểu vằn vằn nhá. Mặc mùa này cực kỳ ok luôn nhá, 95k. 95.000 này. Đây ạ, mà kiểu tôn dáng nhá. Mẫu này 56 cân đổi lại nhá. Cái xinh nhỉ? Ừ xinh. 56 cân đổi lại nhá. Ai lấy chốt cho em là 95k kèm số điện thoại. 95.000. Không, Linh Chi ơi, không gộp với cơ sở kia nha em nhá. 95.000 kèm số điện thoại này. 95k kèm số điện thoại. 95k chị Loan Nguyên cho em số đi ạ. Thì chị có số trên đấy. Chị Loan Nguyên cho em số đi. Bà chị cho lại số. Chị Loan Nguyên chốt cho em số đi ạ. Đây tôi ghi giá cho. Thôi Hương vứt đây tôi ghi giá cho. Bà làm túi đi, đưa vứt đây. Vứt đây. Ơ, mất mát à. Em sẽ lên luôn là khoa cho chị Loan Nguyên để lại cho em xin số điện thoại đi ạ. Loan Nguyên đây, em ghi đi. Chị Loan Nguyên để lại số điện thoại với. Chị ở trên em không kéo lên xem nhá, xin cho lại em với. Đây rồi, ok chị ạ. Ok cho chị Loan Nguyên nhá. Đây một em áo màu nâu, mẫu này thì tầm dưới 54 cân đổ lại nhá. Quần mình xinh rộng quá. Tôi bảo mà, quần màu mà. Mẫu này 54 cân đổ lại này, 125. Màu nâu tây. Đây ở vạt đằng sau như thế này nhá, xinh là 125k này. 125k nhá. 125k này, ai lấy chốt cho em là 125 kèm số điện thoại. Đây ạ, chất len cực kỳ đẹp luôn nhá. Màu này là màu nâu cam nhá mọi người. Màu nâu cam, 54 cân đổ lại nhá. 54 cân đổ lại này, xinh lắm. Chị nào lấy để 120 luôn, 120 nhanh nhá. 120k nhá, cái vạt đằng sau này. Nhìn kiểu lại lạ, rất là xinh luôn. Ai lấy chốt cho em là 120 kèm số điện thoại. 120k kèm số điện thoại này. Ở đi, thay đi. Hoặc là 50. Khoác len màu xanh than 50k này. Xeo luôn, giá quá tri ân mọi người ạ. Khoác len màu xanh than. Rất xin lỗi, bây giờ ghi này sẽ nhầm mất nhỉ. Cái để riêng rồi nhá. Cái này là chưa vào kho đâu nhá. Tôi vừa tự tay tôi ghi ấy. Đây có cả khuy cài nhá mọi người. 50k là xeo luôn đi. 50k này mọi người khoác như này cũng rất là xinh này. 50k này, ai lấy chốt cho em là 50 kèm số điện thoại này. 50k kèm số điện thoại nhá. 50 kèm số điện thoại khoác ngoài, rất là xinh luôn. Thay đi. Bà chịu khó thay nhá, quay ở đâu phải thay nhiều. Chứ nó không phải như kia, cứ quay nhanh lên. Ai chốt thì cứ chốt thôi. 120 chị Vân Hồng này. Này cảm ơn chậm. 120 chị Vân Hồng này. Về đấy.
Ê bà ơi, mấy cái tôi vào kho rồi tôi ghi chữ A, chữ AL đúng không? Còn cái đấy không không ghi chữ gì đâu, ghi mẫu giá thôi. Để cho chốt lúc chốt đỡ nhầm ấy. Đừng nhầm nhá. Nhưng mà mấy cái tôi làm giá tôi ghi đều ghi AL, N đúng không? Cái này kiểu dáng áo, áo dài dài nhá. Bên Thùy 50. Bích Thùy 50k này, ok Bích Thùy này. Cái này có túi hai bên này, mẫu len này là kiểu dáng áo dài dài, mọi người có thể mặc cái quần da ấy. Mọi người mặc cái quần da hoặc là kiểu chân váy nhá, hoặc quần legging cũng rất là đẹp. Nói chung là mọi người tự make. Cái đấy làm giá chưa? Cái này chưa. Chưa làm giá gì như thế. 140.000. Cái này 140.000 này. Len pha này 140.000 nhá, đây ạ, chân len rất là đẹp này. Len pha 140k. Ai lấy chốt cho em là 140 kèm số điện thoại. 140 kèm số điện thoại nhá. 140k kèm số điện thoại này. Em qua luôn mẫu 2 nhá. Mọi người lấy thì cứ chốt. Rồi, mặc tây. Tôn la. Cái bỏ đi luôn. Một em khoan len nhẹ nhẹ màu hồng phấn. Tố hỉn lấy 140 nhá. Khoác len nhẹ màu hồng phấn này. Cái biết cái bụng mình cứ linh tinh. Con người. Mẫu này tầm chuyên gia đi tìm. Mẫu này tầm 52 cân đổ lại. 52 cân đổ lại thôi nhá. Tối hình 140 lệ lệ có đơn rồi. Mấy cái mà ghi giá không là chưa vào kho nhá, nhớ nhá. Lệ lệ như từ hôm trước lại. Lệ lệ ơi, lệ lệ chọn cái khác nhá. 50 cài. 50k nhá. Mất một khuy rồi. Em hồng này nó bị mất một khuy dưới băng, mọi người không không cần cài đâu. Không cần cài đâu cũng đẹp. Đây chân len này nhá. Chân len kiểu mỏng mỏng, mọi người mặc mùa thu là rất ok. Ai lấy để 45 luôn đi. Ai lấy để luôn 45.000 này. Giơ luôn cái váy đi. Ai lấy để em để 45.000 nhá. Size S 90. Váy size váy xòe này. Váy xòe nhá, size S. Cái này chỉ size S dưới 50 cân nhá, 90.000. 90k chân len đấy ạ, chân len rất là đẹp này. 90.000 nhá. Ai lấy chốt cho em là 90 kèm số điện thoại này. Đây nhá, mặc kiểu như này rất là xinh luôn, 90k kèm số điện thoại. Xòe xòe nhá. Size S mặc 50 chị Vân Hồng, lấy chị Vân Hồng 45 này, đưa đây cởi đi. Cái đấy cởi đi 45. Vân Hồng một đơn à? Ừ, Vân Hồng một đơn. 115.000 cả đấy nhá. Qua tiếp mẫu áo chưa ghi giá đâu, Phương không ghi vào 45k nhá. Mẫu áo len 115.000. Đây ạ, à, cái này có hai hàng khuy ở hai bên nhá. Cái này là hai hàng khuy ở hai bên này. Màu nâu cam nhá, 115.000, chất len quá đẹp luôn. Chất len mượt, rất là mượt nhá, 115.000. 56 cân đổ lại. Mỗi lần 56 cân đổ lại nhá, ai lấy chốt cho em là 115k kèm số điện thoại. Không, cái này gói chốt đâu. 115k kèm số điện thoại. Chị Biên Thùy nhá. Biên Thùy 115 này. Mày thế hôm nay khách toàn quay gộp đơn. Mình chỉ thích cái gộp đơn cho nhanh thôi. Một em cổ cổ kể. Lấy khách 110.000 lấy được em ơi. Ghi 110 thôi. 110 đây. Con này 125 nhá. Cặp. Để thẳng lên được ấy. 125.000. Áo này 125k nhá, mẫu này 52 cân đổ lại. Mẫu này 52 cân đổ lại là chất len, kiểu chất len ép nhá. Mấy đứa bên kia còn đuổi tôi lên không cho chốt đơn vì sao, xuống tầm bớt tiền cho khách. Chất len ép. Đừng có xuống chốt đơn nữa. Đừng chốt toàn kiểu bớt tiền cho khách, buồn cười. Chất len ép giá là 100... Bao nhiêu nhỉ? 25. 125.000 nhá. Hôm nay bán sale cực kỳ nhiều nhá. Ai lấy chốt nhanh cho em để em treo hàng mới này. 125k này. Cổ 3 phân nhá. Cố lên. Cổ cá. Không phải thay, phải thay nhiều à. Nhưng mà vào mùa đông thay không còn đỡ mệt. 125 này. 125k của Linh Coi. Linh Coi không giấu. Linh Coi quên nhá. Không ngồi quay ra hàm nữa. Quay ra cái này. Cái ngắn, cái vạt ngắn đang chưa. Đây nhá, một em áo len cổ, cổ kiểu cổ lọ. Chất đẹp đúng không? 145. Cái này 145k là mọi người nhìn ạ. Cái vạt đằng sau dài hơn nhá. Mặc lên dáng cực kỳ xinh luôn ý. Cái kiểu này rất là xinh luôn. Cái kiểu vạt đằng sau mà dài hơn đằng trước rất là xinh này. 145.000 nhá, màu này là màu kiểu xanh xanh tím tím ý.
màu đẹp kiểu lắm. Màu xanh ghi chứ, ghi xanh ấy. Vậy là tìm tìm. Gì? Ghi xanh, xanh ghi. Xanh ghi à? Ừ. Cứ như kiểu có cả tím. Đi tìm tím. 145k nhá. Phương Hòa. Chị Phương Hòa chốt 145 nhá. 145.000. Xem ghi giá nhá Hương nhá. Đừng có ghi ký hiệu nhá, ghi mỗi giá thôi để biết là cái đấy chưa vào kho. Để tí làm luôn. Áo len tím. Vậy cả tím. Bà. Vừa phải thôi. Áo len nó cổ này. Áo len cổ, cổ lọ nhá. Cái này không hẳn là cổ lọ, cái này kiểu cổ 3 phân ý. Màu xanh rêu. Chị Huyên Bui ơi, màu xanh không cộp đơn chứ. Hôm qua đâu ạ. À. Bên này không cộp đơn cơ sở bên bên ao xe nhá, 130. 130.000. Không cộp đơn cơ sở hôm qua em quay ở bên bên Ngô Gia Khảm em không cộp đơn nhá. 130.000 màu xanh lá đậm nhá mọi người, màu xanh lá. 125 hết rồi. Hết rồi, 125 hết rồi nhá. Cái này là 130k wow. Này. Cho tôi thêm một tập len mỏng. Mẫu này tầm 53 cân, 52 cân đổ lại thôi ạ. 52 53 cân nhá. Giá là 130.000 này. Cái này bà Chu mặc được không? Ai lấy chốt cái này mặc xinh mà. Ai lấy chốt cho em là 130k kèm số điện thoại. 130 đúng rồi, cởi đi. 130k kèm số điện thoại. Xem cái nào, tí còn treo hàng khác lên. 130 nha mọi người. Em okay, chị Huyền ơi, ngày mai xem gộp đơn bên kia hộ em với. Cái áo 145 là cũng của người khác ấy, chị chốt sau. Chị chốt sau nhá. Em mặc cái lại cái váy len size S nhá mọi người. 90. Cái này mặc Bùi hôm qua gửi hàng gộp em với Lê Yến nha. Phụng Bùi ở đâu ấy? 99.000. Nhưng mà chị ơi, cái vừa rồi là của bạn khác rồi, chị chốt sau mà. Chị comment nhảy comment sau. Len kẻ xòe này size S nhá, 50 cân đổ lại. Đâu? 50 nhỉ? 99k quá rẻ luôn. 99k này. Chân len này ạ, chân len này, chân len cực kỳ đẹp luôn nhá, 99.000 này. Size S thôi nhá mọi người, size S thôi ạ. 211 lên rồi. Đằng sau này. 210.000 à nhầm, 99k nhá. Không 99, không, Anna bên này là ao sen, bên kia là Dela Thành. Khác nhá, hai bên khác nhau luôn á. Đây là váy liền nhá, váy liền này. 99k lấy chốt cho em 99 cái số thoại. Cái này xinh cực kỳ luôn mà không ai chốt à? Bụi lắm này. Cái này xinh lắm mọi người ạ, 99.000 nha, size S. Anh ơi, hôm bên Thành không thấy gọi chốt đơn. Chị ơi, để em báo nhá, bởi vì thứ là mấy cái bạn bên đấy đều là nhân viên mới, không biết chốt. Thế em phải chờ cái chị quản lý chốt đi. Mà cái bà quản lý hôm qua ốm, chị ốm hay không chốt được đơn. Hay hay. 99.000 không ai chốt á? Ờ, đẹp nhỉ. Đẹp vãi chưởng. Mặc lên rõ xinh. Thế là mọi người không ở trong size S. Ship Quảng Ninh 2 ngày em ơi. Nhanh trong vòng nốt nhà để chị chuyển phát nhanh nhá. Thì mặc cái đấy luôn, mặc cái nâu luôn. Mặc áo len tiếp nhá. Hương ơi, không lấy tôi cái kéo tôi cắt mắc đây. Nguyễn Huyền ơi, em đặt hàng bên cơ sở nào ấy? Đây ạ. Là do mình phải ghim. Cái áo lên nào ý. Mà là kiểu bạn đằng sau này nhá. Xinh lắm. Ghim cơ sở cho khách biết ý. Không, khách không biết. Ờ bạn em mang like cơ sở áo sen. Ờ. Áo lên này. Đây ạ, pha màu này. Pha màu nhá. Chất lên cực kỳ đẹp luôn. Mà 105. Mẫu này 105.000 nhá. 105.000 dưới 52 cân đổ lại. 100.000 luôn cho à nhờ. Hôm qua ok hôm qua là bên Ngô Gia Khảm chị báo các bạn ý chốt đơn em nhá. 100k kèm số điện thoại này, dưới 52 cân đổ lại ai lấy thì chốt cho em là 100k kèm số điện thoại đây. Pha màu cực kỳ xinh luôn, cổ 3 phân nhá, rất là ấm. 100.000 cởi đi. 100.000 không cần mặc quá lâu, mặc quá lâu đâu. Quay hàng này phải qua nhiều mẫu. Phúc Bùi nhá, Phúc Bùi có đơn chưa? Này, ghi giá vào nhá. Phúc Bùi 100k đấy, Phúc Bùi có đơn chưa? Hình như rồi đấy. Nghe quen này. Hình như kia là Phượng hay nào ấy. Phúc Bùi chưa có đơn à, tình yêu ơi. Áo màu xanh cô ba này. Áo len màu xanh cô ba nhá. Có cái viền ở dưới bo là màu đen nhá.
với cả tay len. Chân len mịn. Cổ tim nhá, chân len kiểu mịn mịn rất là đẹp luôn. 70k luôn này. Mẫu này 70.000 luôn này, ai lấy chốt cho em là 70k kèm số điện thoại. 70k kèm số điện thoại nhá, 56 cân đổ lại. 70k kèm số điện thoại nhá cả nhà ơi. 56 cân đổ lại nhá, 70.000. Rồi ok, thay đi. 70k nhá, đây ạ, 70.000 này. Hương ơi, Hương cho anh cốc nước không? Anh đi qua đây. Ừ. Nhiều nhưng mà nhiều mà. Nhanh phết. Không thì vứt đi à? Bát to đùng sợ vai. À lên màu đỏ lâu rồi mới ăn cơm nhiều như thế. Lụa lam, chị lụa lam cho 70k. Lụa lam, chị lụa lam không phải. Chị lụa lam hết khách mua rồi. Len màu đỏ này. Cho sâu vào không đủ rồi. Con này chất đẹp nhở. 140, chất đẹp ấy. Len màu đỏ nhá, 140.000. Chất len ấy. 140.000. Chất len ấy quá xinh luôn mọi người ạ. Màu này mặc cực kỳ nổi luôn nhá, 140.000. Kiểu trơn nhưng mà lên dáng cực vẫn rất là đẹp. Đơn giản mà đẹp nhá, 140k này. Ai lấy chốt cho em là 140 kèm số điện thoại. 140k kèm số điện thoại. Màu này rất là nổi luôn nhá. Tôi nghĩ rồi thì chất lên đi. Tôi về tôi sẽ bảo mày tối nay tôi giặt. Đấy, xinh lắm. Thật sự. Đây này, tôi làm làm giá không tí tối tôi vòng vào máy. Con này đẹp này. Rồi, ôi sang này không ai chốt, buộc thêm cái dây ở cổ, cái nơ nơ ấy là đẹp. Hoặc là cài thêm một cái tang. Đúng, chuẩn, cái tang nơ ấy. Ừ, tang nơ. Thay đi. Hay luôn màu khác nhá, mọi người ai lấy thì cứ chốt đi ạ. Hương ơi, Hương vứt cho Lanh mấy cái váy dài dài đây phát. Đây là các màu ấy, đấy. Đấy, cứ vứt một tập đây, tôi khác đưa hàng mà. Hay bà ra dạy bạn thì cách bán mát đi, để bạn bán. Bán mát đi. Dạy, biết dạy em rồi. Ờ, thế bán đi. Cái này là cổ tim nhá, anh đang mặc nhà bên trong, thế nên là nhìn thấy. Đừng bắn vào mấy cái, đây này. Chị bán bắn vào cái phần cổ nhá. Như bọn là bán vào đây rồi hơi, nhiều khi móc vào rách cái áo lên đấy, đây này. Đó là phần cổ ấy, nhiều khi có những cái có mát thì bán được, không thì bán phần cổ này. Áo len này nhá, đây ạ. Không một là cái gì? Phượng bùi. Không một là gì? Con này đẹp này. Cái này là em đang mặc một cái áo bên trong nhá, bình thường cái này là cổ tim nhá. Cổ tim không phải không còn cái lớp đen đâu. Cổ tim xong mặc cái áo lười lười cho bọn nó hay mặc cái đẹp này. Mẫu này mặc áo lười đẹp này. 150.000, con này đẹp lắm luôn. 150.000 này, em này màu nâu tây nhá, màu nâu tây. Mặc thì cực kỳ xinh luôn. 150k. 58 cân đổ lại nhá. Mẫu này 58 cân đổ lại. Ai lấy thì chốt cho em là 150 kèm số điện thoại. 150 kèm số điện thoại này. Nhầm chị. Nhầm gì? 150 kèm số điện thoại cho em nhá. Chị Hồng Ngọc chốt 150 này. Chị Hồng Ngọc chốt 150 cho em này. Mỗi mày nó nhảy lên một cái mình. Thì tí đi dạy mọi người một cách nhá. Thì dạy mọi người cái này. Lên áo lên tiếp nha. Bên này không gộp đơn bên qua bên kia đâu nhá các chị nhá. Nên là ai chắc chắn lấy hàng thì hãng chốt giùm em. Không, lúc này em ơi không gộp đơn chị không lấy đâu, mất công bên em lắm. Mặc ra mặc vào mất công. Đây nhá, em này là màu gì đây nhỉ? Đây màu gì? Màu đỏ à, màu mận. Màu mận. Đây nhá, màu mận mận. Chân len này, 110.000 nhá. Chân len rất là đẹp. 54 cân đổ lại nhá, màu ngoài đẹp hơn trong ca đấy mọi người ạ. 55 cân đổ lại, 55 cân đổ lại nhá, bởi vì chân len này cũng có giãn nhiều. 55 cân đổ lại này. 110.000. Không gộp đơn hôm qua đâu ạ, thì chị có lấy không ạ? À phải xiên sâu sâu vào. 110.000 này, ai lấy chốt cho em là 110 kèm số điện thoại. À, đây là một bộ đát à? À, này. Rồi. Cái quần này cùng Hương ơi Hương. Cái quần này cùng với cái áo khoác cái kìa, áo khoác 100.000 chị nào lấy nhỉ? Đây này. Nhìn là biết hết mà chúng mày tách nó ra. Cái này 110.000 có. Thế là chị không lấy thì ok. 110.000 của Lưu Bích Ngọc, chị Phượng Hòa chuyển cái 150 em ơi. Chị Phượng Hòa lại lấy tiếp. Phượng Hòa lấy cái 150 vừa nãy. Đây vào cái này đi. 110 nha. 110 của ai đấy? Không em, như đúng rồi. Nghe buồn. Nghe kiểu phụ ấy, không em. Kiểu phụ ấy. Không. Được chưa? Hương. Chân len em này, một em váy len chân len em nhá. Đây của chị Hồng Ngọc chuyển sang cho chị Phượng Hòa, chị Hồng Ngọc không lấy nữa. Các bạn đang dùng máy tôi à? Máy bạn kia. Đấy là dùng máy mình thế.
Rõ ràng mày vàng. Chị Phương Anh ơi, em không nhớ đâu. À, em không biết đâu, toàn nhân viên em chốt mà em có ngồi chốt đơn đâu. Với cả cái 100 nghìn này của chị gì ở trên ấy. Trên chị Yến Phạm của chị. 110 mà. Ờ. Ờ 110 nghìn. Một em màu len, len em màu nâu, nâu nhá, nâu cam. Len em màu nâu cam này, dòng máy vặt vặt đằng sau nhá, vặt đằng sau dài hơn này. 170 nghìn nhá. Len ép nhá. Chất len ép dày dặn lắm luôn này. Chất len ép thì cực kỳ đẹp luôn mọi em người. Em vào rồi chị Phương Anh. Ok Phượng Hòa, chuyển cho Phượng Hòa cái 150 rồi. Chị nào trên chị Yến Phạm đúng không? Có một chị. Trên Yến Phạm. Trên chị Yến Phạm chứ. Phượng Hòa rồi. Không, trên cả Phượng Hòa đưa đây. Có một chỗ chị chốt 110k ấy. Lưu Bích Ngọc. Ừ đấy. Chị đấy trên đấy, trên. Cái này là 170 nghìn nhá. 170 nghìn này ăn là chốt cho là 170 kèm số điện thoại. Dáng váy nhá. Dáng váy này và đằng sau dài hơn nhá. Ít lắm chị Phương Anh ạ. Còn mấy cái em xả lắc đác nốt mà. Chất lên ép. Gửi đi, gửi đi. Em xem cái cùng quần, quần nào. Ơ à, Thùy Thùy Dương à, Thùy Dương cái áo đát vừa đấy 100k chốt cho ai đấy. Hình như là Giang gì đúng không? Áo đát 100. Thùy Dương ở đây đây, Thùy Dương ơi. Hỏi Thùy Dương đây cái quần này, dơ cho bạn để xem. Cái quần này cùng cái áo đát đây này. Đây đây là một bộ luôn này. Ui dày lắm ấy, đây này. Lót bông nhá, đẹp lắm. Đây đây đây. Đây, đây nhá, quần đát đấy ạ. Quần này chắc còn size M là vừa đấy. Có chun có giãn mà mình ấy, mọi người yên tâm. Chất đẹp lắm luôn, ông mà lấy tôi để ông 1 lít. Thì ăn một set nhung chỉ có 200. 100 nghìn rẻ quá. Một set nhung chỉ có 200k, quá rẻ mọi người ạ. Một set nhung chỉ có 200 nghìn thôi. Chị có lấy thêm mấy quần này không? Chị mặc về, chị mặc vào thành một set đấy ạ. Mặc lên một set rất là xinh. Thôi nếu ông lấy tôi để 90 nghìn luôn. Rẻ gãi. Cả một set. Mặc hoặc là mặc quần gì cũng được. Khoác len này em ơi. Mặc quần nhung bị áo phao hoặc là áo gì cũng được. Nghẹn ngào không nói nên lời. À chị Phương Anh ơi, về váy rồi đấy, hôm nào quay em nhắn tin cho chị nhá. Em về váy rồi nhưng mà em chưa quay được. 41 cân vừa nhở? Hà ơi, 41 cân vừa đúng không? Cặp này bé mà, có to đâu. Cặp bé mà, đây này. Xem nào. Bà vừa thì bạn ấy sẽ vừa. Cái này còn có hơn 1 gang một tí thôi. 41 cân vừa đấy. Cặp bé mà. Ý là 41 cân là bạn ấy bé. Thì bà vừa thì kiểu gì bạn mà, vừa? Mà bụng tôi cũng bé cơ. Kiểu chắc vừa ấy nhở? Ừ, bởi vì tôi thấy cái cặp này bé tí. Đây, bé. Cặp bé mà, không to đâu. Cặp này là cặp bé rồi. 90.000 quần này rẻ quá. Khoác len ép nhá. Khoác len ép đây ạ, à, chất len ép này. Khoác len ép màu kiểu nâu nâu cam cam nhá. 140.000. Dưới 58 cân đổ lại 140.000 này. 140k. Ai lấy chốt cho em là 140 kèm số điện thoại. Chất len ép cực kỳ đẹp luôn nhá. 140 này. Cái này cũng cực kỳ xinh luôn đấy mọi người ạ. Chất len ép cực kỳ đẹp này. Màu này cũng rất là đẹp luôn. Nói chung là màu này không hề kén da ấy ạ. Mặc kiểu dễ mặc. 140.000. Tụi mọi người thích nhiều. Tụi mọi người thích khoác len nhỉ. Cái đấy đẹp mà, lại còn chất ép mà rẻ nữa. Đang sale đấy. Không thì không có giá đấy đâu. Cái váy nâu rồi tôi thấy bà mặc cũng đẹp. Chất dày. Ừ. Nói câu nghe mắt ra. Em sẽ nhắn tin nhá, nó về lô váy kiểu hàng cả lẫn cả hè cả thu đông ấy. Áo len này có cái tang ở đây nhá mọi lít. Người 100k. Chị Thúy Lê chốt 140 là cái gì nhỉ, là khoác len à? Chị Thúy Lê 100k này mọi người ơi. Em áo len màu nâu 100k này. Chị Thúy Lê cho em số nhá. Mỗi này 58 cân đổ lại nhá, 58 cân đổ lại 100 cành. 100 nghìn quá rẻ mọi người ạ. 100k nhá. Ok, 100k để em nhé. Thùy Dương lấy cái quần này 90 nghìn này. Cứ nhận hàng đi rồi biết nó dày okay, lắm Thúy, luôn. Thúy Lê để số điện thoại, ok. Ok, chị Thúy Lê đây. Ok, áo này 100k này. Sale thì vẫn phải mặc. Đây, mặc lên nào. Lên báo này. 100k chị Yến Phạm. Phát lên, lên 100. Phát lên báo báo này. Lấy chị Yến Phạm 90 cũng được. Cái quần của chị của Thùy Dương ấy. Quần của Thùy Dương có cái áo nghỉ đát ấy. Quần 90 thôi. Cái này có áo khuy cài nha, mọi người có thể chị cài. Yến Phạm á. Đó. Chị Yến Phạm là kéo len lấy chị 90 ở lên đâu. Có khoác ngắn không, chờ em tí. Khoác len mỏng nhá.
hơi lem mỏng. 60k. 60.000 quá rẻ, trời ơi rẻ thế. Đi bán sale ấy, bán cho hết đi để treo người khác. 60k này. Ai là chút nữa là 60 kèm số điện thoại, 60.000 thôi, thế nên là không phải quảng cáo nhiều. 60k. Cởi đi. Xinh nhỉ? 60k. Ừ. Nhìn vào trong cam đẹp á. Cái màu này cũng đẹp ý, màu này mặc nhìn chảnh ý. Quần này 90. Ở quần 90 của chị gì gộp đơn cáo đát ấy. Áo len lỗ. Cái len lỗ phải mặc áo lót ở bên trong. Hoặc là áo quay. Ờ, mặc áo quay. Nhìn xinh lắm, dáng form xinh. Đây nhá, áo len kiểu lỗ lỗ mọi người phải 50. Mặc. Mọi người phải mặc thêm một cái áo quay hoặc là một chị cái. Chị ra Phạm chốt 60 này. Hoặc là mặc áo lót đen được nếu mà ai. 60. Chị ra Phạm cho em số nhá chị nhá. Bên này không gộp đơn hôm qua đâu nhá chị ơi. Bên này bên em vẫn giữ đơn cho mọi người gộp đơn nhưng mà không gộp đơn ngày hôm qua, tức là không gộp trái cơ sở ấy. Tức là bên này cứ cách vài hôm bên em quay một lần. Áo len 50.000 nhá. Áo len lỗ 50k này, ai lấy chốt cho em là 50 kèm số điện thoại. Đời thảm mát mẻ vui vẻ khỏe nhà. Chị đi làm kiếm tiền mua đồ nhà Lanh đây. Em chào chị yêu, đi chị đi làm đi. Hôm nào quay em sẽ alo nhá. Thank you chị yêu. 50.000 con này đẹp quá. Ai lấy chốt 50k cho em chị này. Chị Thúy Lê. Chị Thúy Lê có đơn 50k. Ờ chị Thúy Lê 50k này. Ai có đơn rồi thì để chữ gộp thôi ạ, không phải để số điện thoại đâu. Áo khoác màu ghi mỏng dài ngắn nhá. Đây là áo khoác màu ghi mỏng dài ngắn có khuy cài. Không phải cài đâu. Bảo các chị là có cài thôi. Khoác thôi, đỡ phải cài mất công. Đó. Cái áo này nhá, có khuy cài này. 50 luôn cho nhanh. Chất 50 nhá. chất len mỏng mềm nhá. Đây là hàng thu nhá, khoác lên hàng thu đấy ạ. 50k này, ai lấy chốt cho em là 50 kèm số điện thoại. Cái khuy đấy một khuy phải khâu lại nhé. Ừ đúng không? Ai lấy comment là 50GB nhá, không nhầm với cái áo trước. Mọi người lấy comment là 50GB đi ạ. Bởi vì okay. Nó sẽ bị nhầm với áo trước cũng 50.000. Ai lấy 50GB comment nhá, ui chất đẹp lắm luôn này. Ai lấy khoác len ghi, ui khoác len mỏng thì ai cũng cần nha chị ơi. Đang bắt đầu vào mùa buổi tối rồi, đi đường mặc cả mấy khoác len này đấy là được rồi. Vân Trang chốt 50. Chị Vân Trang chốt 50 ghi đúng không ạ? Áo nhá, đây là áo liền váy da. Áo liền một cái chân váy da bên trong. Ờ. Bác đi. Liền à? Ừ, thế liền rồi. Mà. Sao? À, áo liền một liền một cái chân váy da đúng không? Không phải đâu, bé chắc vào lớp lát đấy. Thì là liền đấy. Liền thì mới là lót, còn cái này là liền nhá mọi người. Cái này là một cái liền luôn. 100 liền cài. Luôn như này, không phải là set đâu nhá. 100k rẻ, rẻ quá rẻ luôn mọi người ạ. Mặc như kiểu một set luôn này. Một áo và một chân váy pin yếu. 100k nhá. 100k kèm số điện thoại. Ai lấy comment cho em là 100k kèm số điện thoại nhá. Ê cái ốp ấy xinh nhở? Ốp nào? Ốp đấy. Tôi đặt ốp gì đúng không? Ốp áo chị. À có cái ốp tim kìa. Ốp tim gì đấy? Một đây à? 100k chị Thúy Lê nhá. 100k chị Thúy Lê này. Còn theo này. Con đấy len theo ấy. Theo hoa. Không mi không buồn đâu, trường đông mày nó bị mờ, còn ngược cái sao ấy, tao không biết, tôi thấy cái mác cái đỏ mác ấy, ôi mác của nó đỏ linh tinh ấy, không nhìn, sao đấy phải à, đúng không, nhưng không lộ đâu, cái này đằng sau ấy, tôi nghĩ bà mặc ngược, bởi vì thấy bà mặc cảm giác cứ là ngược, quay ra không bị đâu, bảo khách đi, cả sale 90.000 chị nào lấy, không lộ mà nó cùng màu, kéo lên theo hoa nhá đây ạ. Áo len theo hoa này, xeo luôn còn 90k nhá, nó kiểu hơi kiểu, nhưng mà nhìn nó cùng màu đấy mọi người nhìn thấy không ạ?
nó kiểu hơi bị lo la một tí nhưng mà nó là cùng màu xanh ý, nên là không bị lộ đâu. Chị nào lấy để 90.000 nhá, hàng theo nhá. Đây. Tay theo. 90k. 90k. 90k thay đi em ơi. Cứ bóc hết đi. 90k chị Phượng Hòa nhá. Nhưng mà bóc cẩn thận để có tí còn hết vào đấy. Đừng làm rách hiểu không? Không, vẫn treo mới thôi, cái bọc nó rách rồi thôi. Nhưng mà ý là chị sẽ bọc cắt đầu ấy. Vì nhiều cái không treo hết thì phải cho vào túi. Khoác lên đỏ mỏng 40.000 này. Đây là có ở Quy Cà mọi người. Em không vừa đi ship nhá, mua 10 cái vẫn mất tiền ship thôi chị ơi. Khoác lên mỏng nhá. 40.000, 40 cành. Ai lấy chốt em 40 kèm số điện thoại. Áo gió nhà em đang hết ạ. Rồi thay đi ạ. Chị Bùi Hằng lấy khoác len em để chị 30k luôn này. Bùi Hằng. Có xe có bị sần nhá. Ba mươi k nha chị Bùi Hằng ơi. Chị ra ra Phạm sau dáng váy á, dáng kiểu váy váy 130. Cái này dáng kiểu dáng dài nhá, kiểu váy váy á, 130.000 này. Chất cực kỳ đẹp nhá, chất đây ạ, chất len dày dặn lắm luôn, màu kiểu màu xanh xanh nhá, màu xanh đậm đậm ấy, phải không bị chói ở trong cam đâu. 130.000 nhá, mỗi này 56 cân đổ lại ạ, 56 cân đổ lại nhá, 130.000. Ăn đấy thì trước đây là 130k kèm số điện thoại, 130.000 kèm số điện thoại ạ. Xinh lắm, 130k, chất len dày dặn lắm luôn mọi người ạ. 130k nhá. Phụ Bùi nhá. Phụ Bùi chốt 130. Cái chân váy của bà thì nó xòe, không xòe hẳn ý ạ. Nên mặc có mấy kiểu áo len này được ấy. Áo len này. Yes. Ờ đúng rồi, kiểu nó không bị cộm ấy đúng không? Phụ Bùi không biết chắc chưa làm giả luôn. Một em len len kiểu vằn vằn thường 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 len vặn thừng. Len vặn thừng màu xanh, kiểu màu xanh lá đậm đậm nhá. Màu xanh lá đậm nè mọi người ơi. Đây ạ, len thừng nhá, mẫu này 50, tầm 53, 52 cân đổ lại nhá. 52, 53 cân đổ lại này, tay nó kiểu sắn sắn lên rất là xinh này. Cái kéo ấy để đâu? Màu xanh lá, 52 cân, 53 cân đổ lại. 125.000 nhá, đây ạ. Tay đâu có cái này này. Tôi xong rồi. Kiểu tay sắn sắn nhá, màu dây. Đây như 125. Này, 125 màu. 125.000 này. Ai lấy chốt cho em là 125k kèm số điện thoại. Mẫu cao 1m6, nặng 48-49 cân. Nói chung là mẫu hoặc size S. 125k nhá mọi người. Chất kiểu chất lên dày dặn lắm. Chị lụa 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 lãm. Có đơn đấy. Cái kéo đâu nhỉ? Làm gây đi từ thiện hết. Áo len chữ nhá. Áo len chữ cái tay của nó có màu này, pha màu này. Sale 120. Sale 120k, mẫu này 52 cân đổ lại. Mẫu này 52 cân đổ lại. Sale 120.000 này, chất len cực kỳ đẹp nhá. 120k, ai lấy chốt cho em là 120 kèm số điện thoại. Ai lấy chốt cho em 120 kèm số điện thoại ạ. 120k nhá, tay pha màu này. Tay pha màu 120.000. Đây đây. Hàng mặc len đẹp. Len ôm mà đúng không? Nghe bà mặc dạ mà thủ thiện không được. Người béo quá.
Nhưng mà khoác len thì cũng được nhỉ. Giờ cái này chưa kịp. Áo body nhá. 40. Áo body kẻ nhá, 40k. Áo body kẻ này. Cái này chắc là chỉ 52 cân đổ lại, 50 cân đổ lại thôi, 40.000 này. Đây hạ chân len nhá. Cái này size S nhá, 40.000. Size S 40.000, cái này kiểu ôm ôm nhá, mọi người mặc. Mọi người mặc bên trong cho mọi người khoác áo khoác bên ngoài ấy. 40k lấy chốt cho em là 40 kèm số điện thoại nhá. 40 kèm số điện thoại này. Size S nhá mọi người, size S 40.000. Body. Áo len đỏ em đang mặc cổ tim này. 90. Áo len này 90.000 nhá. Áo len đỏ này có giá 90.000 này. Chị lụa lam có 2 cái rồi ạ. Chị kia có đơn chưa? Cái này 90k nhá. 56 cân đổ lại 90.000. 125.000 là cái này à? Phải chị Xuân Nguyên là cái này không? Đúng không? Chị Xuân Nguyên có phải cái này không ạ? Ờ hình như đúng. Có phải cái tai pha kẻ này không? Chị Xuân Nguyên nếu đúng comment đúng giùm em nhá, 125 nhá. Cái áo em đang mặc là 110.000 nhá. Ê mày cá con bị dính lông bà phải chấm đấy nhá. Ai lấy chốt cho em là 110 kèm số điện thoại. Phải lên đâu rồi. Ai lấy áo len đỏ chốt là 110k cho em nhá. chín mươi à? Sale 110. Ờ quên mất, áo len đỏ là 90 mọi người ạ, nhầm giá. Áo len đỏ là 90.000 nhá. Chị áo len đỏ 90 đấy chị. Xem kể hết em ơi. Áo len đỏ là 90.000, không phải 101 đâu ạ. Chị Thương Nguyên lấy cái len cổ tim của đấy bạn vừa mặc đúng không ạ? Đấy. 90k thôi nhá. 90 cái len vừa mặc 90.000 thôi. Chị mà lấy thì comment đúng giùm em. 90. Váy len nâu này. Chân len ép nhá, xinh lắm. 135.000. Đây chân len ép. Còn áo khoác chị Bùi Hằng chờ em tí. Chân len ép 135.000 này. 58 cân đổi lại nhá, 125.000. Sọc này có khoác len không? 135.000. Ok chị Thu Hồng Nguyên lấy đấy. 135k lấy chốt cho em là 135 kèm số điện thoại. 135 kèm số điện thoại. Xinh cực kỳ luôn, chất len ép nhá. Chất kiểu lì đanh đanh ý, rất là đẹp. 135k chị Bùi Hằng có đơn rồi. Bên này có túi bé đóng hàng không? Hết thì bảo nhá. Tôi đang 135. Khoác 60-70. Khoác màu xanh này 60k. Khoác màu xanh 60k có khuy cài. Và mặc hơi rộng. Có khuy cài nhá, em mặc hơi rộng một tí mọi người ạ. Nếu mà ai ơi Size ML mặc vừa nhá. Chứ bởi vì chất len này cũng rất là co giãn. 60.000 này. 60k có khuy cài. Em mặc hơi rộng tay một tí. Ai lấy chốt là 60 kèm số điện thoại cho em ạ. 60 kèm số điện thoại cho em nhá. Màu xanh này rất là nổi luôn. 60 chị Loan Nguyên. Khoác len kẻ cổ gen. Khoác len kẻ cổ gen này. Đây ạ, cũng có khuy cài luôn nhá. Mọi người cài kiểu mặc thành cái cổ xinh lắm. Đây, em chỉ cài tạm nhé, mọi người thích cài như nào mọi người cài. Đây bao nhiêu vậy? Chất len mỏng nhé mọi người. Chất len mỏng nhưng mà chất len cũng cực kỳ đẹp luôn. Không phải chất len mỏng mà chất len kiểu xấu đâu. Chất len mỏng rất là đẹp, 65k mỏng này. Mỏng mà đanh. Mỏng mà đanh lì. 65. 65.000 này. Ai lấy chốt cho em là 65 kèm số điện thoại. Thay đi. 65k kèm số điện thoại nhé. Còn lại kiểu hoa tiết 90. 60 gộp đơn chị rồi mà. 60 em gộp rồi, đây là áo 65 ạ. 65 chị Bùi Hằng. Họa tiết này. Còn cái len mỏng đấy không bà ơi? Nhắc nó ra đây bán nốt đi, để treo vào khác. Áo khoác họa tiết nhá. 90k. Chất dày. Tiết 90k, cái này chân len cũng rất là dày dặn. Chân len rất là dày dặn, 60.000. 60.000.
nhỉ? 90.000 quên mất mọi người ạ. Đắt nhỉ? Cái này 90.000 đúng không nhỉ? 90k nhá mọi người, mặc vạt như nào cũng được. 90k ai lấy chốt cho em 90k kèm số điện thoại. Thầy 90 nha mọi người. Hay. Cái này cái bản mát. Ô cái lên vào tiếp đây mà. Chán đời. 90. 90 chắc qua lâu. Ô cái màu hồng này xinh thế. Hồng vào đỗ đúng không? Không, mặc kiểu tôn da ấy. 80. Cái hồng nhá, nhưng mà cái này kiểu lỗ lỗ này. Đấy ạ, xinh không? 80, 80. 80.000 nhá. Cái vạt của cái nó rất là điệu. Cái kể trước rồi, chị Uyên Vu, 90k, chị Mỹ Dung này. Cái vạt này rất là điệu luôn nhá. Màu hồng này trắng da cực kỳ mọi người ạ. Tôn da cực kỳ luôn. 80.000. 80.000 nhá, đấy ạ. Cái vạt đằng trước nó kiểu dài dài như kiểu một cái khăn ấy. Mọi người như kiểu mọi người quàng một cái khăn ấy. 80.000 nhá. Kết nhá, chốt. Xinh cực, ghi số cam không, kết luôn. Mình chỉ ghi cho đúng giá. Xinh lắm luôn. Nhầm ấy. Lên đẹp nhá, cam kết luôn này. 80.000. Mình ăn móng tay rồi, chỉ vì cởi cúc cho bà mặc ấy. 80.000 này, ai lấy chốt cho em 80. Xinh, ôi là xinh. 80k nhá. Ta không gỡ rồi, đau quá này, gỡ bố móng tay. Len màu xanh cốm. Hôm nay làm hết giá nhá. Được ạ, cho mọi người treo dần. Hả? Nó phải hỏi đau đầu ấy, tôi cũng mệt lắm. Len màu xanh cồm, váy len nhá. 125. Váy len màu xanh cồm, cái cổ của nó điệu điệu như này đấy ạ. Cái mặc cổ bèo bèo nhá luôn. Cổ bèo bèo, màu xanh cồm tôn da cực kỳ. 125.000. Chất dày. 125.000 chất len cực kỳ đanh nhá. 125k này. Ai lấy chốt cho em là 125 kèm số điện thoại. Rẻ quá. 125k kèm số điện thoại. Màu xanh rất đẹp. Bảo tôi bảo bà cái này nhá, không quên. Thế nhá. Mày chết tao. Mà cái len tao moto ghi ở đi. Bảo luôn. Để nữa, đang quay. Nhớ nhắc cái này tí bà. Chuyên gia Thánh. Thánh gì ấy? Thánh có một vấn đề nghiêm trọng không? Cũng bình thường, nhắc một lần là biết. Liên, chị Liên phạm trước 125 ạ. Đừng nghiêm trọng quá nhá. Không nghiêm trọng ở đâu. Ui, này. Có một cái em váy chất len bông tơ ghi rất là đẹp luôn mọi người ạ. Ai, cái mắt đâm này. Váy hình con ong à? Đúng không? Gì? Có phải con ong không? Ừ, con ong, con váy xinh. Con ong nhá, kiểu lấp lánh này, nổi cực kỳ mọi người ạ. Chất len bông tơ ghi mặc mùa này chuẩn luôn. Bạn mẫu đang mặc lồng nhá. Ở dưới đuôi cá nhá. 120. 120.000 ở dưới đuôi cá chất len bông tơ ghi đấy ạ. Mọi người nhìn thấy không? Lấp lánh mặc nổi cực kỳ. Tôn vàng nhá. Có váy len đến gối mọi người nhiều lắm. Nhưng mà cái này chất cũng cực kỳ co giãn nhá. Chất cực kỳ co giãn. Nhưng mà cái này chắc là mọi người tầm 55 cân đổ lại thôi mặc sẽ đẹp hơn. Bởi vì cái này nó cũng hơi ôm một tí nhá. Em đang mặc một cái váy bên trong ấy là nhìn nó hơi bị cộ. Mặc mùa này chuẩn luôn đấy. 120.000 này. Len bông tơ ghi nhá. Xinh lắm, ở dưới còn có đuôi cá nữa không? 120k nhá mọi người. 120.000 kèm số điện thoại, ai lấy thì chốt cho em. Biên, chị Biên Thủy ạ. Hộp đơn ạ. Này kho len theo sao. Kho len theo sao. Mắc vào tóc đúng không? Ừ. Kho len theo hình ngôi sao. Ngôi sao này là ngôi sao theo nhá, chứ không phải ngôi sao mà in lên đâu ạ. 60k nhá. Bán có khuy cài. Có khuy cài 60.000 màu ghi theo ngôi sao. Theo ngôi sao chất len đẹp nhá. Theo ngôi sao 60.000 ạ. À. Ai lấy chốt cho em là 60k kèm số điện thoại. 60k kèm số điện thoại. 60k kèm số điện thoại. 60k Mỹ Dung nhá. Thu Hằng có đơn chưa? Thu Hằng không ạ? Bùi Hằng khác, Thu Hằng khác. Khoan len tiếp này màu màu ghi đậm nhá, màu kiểu màu lông chuột nhá. Khoan len màu lông chuột này. Chất len mềm rất là đẹp. 60 tiếp. 60. 60
Bạn bảo comment là K60 ấy, đỡ nhờ. Cái này K60. Cũng 60.000 mọi người, comment cho em là K60. Ngược lại một tí cho đỡ nhầm nhá. K60 kèm số điện thoại. K60 kèm số điện thoại. Đổi bởi vì nó bị trùng giá mọi người ạ. Đổi chùa. K60 kèm số điện thoại này. Thế đông hơn á. Thì bởi vì nhìn nó xịn xò hơn. Suốt ngày K60 kèm số điện thoại. Anh kia cũng đông. Anh kia cũng đông mà. Ngày trước quán anh thì xấu xấu cũng đông. K60 chị Loan Nguyên gộp đơn, có đơn rồi. Áo len nâu kẻ này 90. Áo len này 90.000 nhá, cổ tim 90k. Chất len cực kỳ đẹp, chất len đẹp lắm mọi người ạ. Chất len nhá, đây chất len 90.000 này. 90.000 dưới 56 cân. 90.000 đấy, cả chân 90.000 nhá. Ai lấy chốt cho em là 90 kèm số điện thoại. 90k kèm số điện thoại. Len mỏng còn không Hương? Để ra đây bán nốt đi, dọn chút đi. Mệt, à nhầm, mượt chứ. Mình nó là kiểu mượt mượt mềm mềm, mệt. 90 này. 90 của chị lụa lãm. Không có lên vàng đâu. Đây. Cái này chất đẹp này. Màu này cũng nổi chứ. 75. 75. Khoan len màu vàng nhá, 75.000. Chất mềm mượt rất, chất mềm mượt thích dã man. 75k nhá. 75k dưới 54 cân. 75k dưới 54 cân. Mấy bộ đấy thay nhanh nhỉ ơi, mấy khoác mặc nhanh mà. Ai lấy chốt cho em 75k kèm số điện thoại. 75k kèm số điện thoại. 75k chị Bùi Hằng. 75k Bùi Hằng. Khoác màu hồng chấm bi. Đấy chị 70 cũng được, 70 đó. Đằng sau trơn nhá. Đây ạ. Khoác này có giá là 45.000 luôn. 45k luôn này, chất len đẹp nhá. Chất len đẹp 45.000 nhưng mà chất len cực kỳ đẹp. Thay luôn nhá mọi người. Mọi người ai lấy thì chốt. Len mỏng này len bán nhanh đi, 45.000 lấy chỗ treo len khác. Đây là áo à, len đồ chui. Cái này là len lỗ nhá, mọi người phải mặc một cái áo quay bên trong. Này áo kem này có sao không? Bình thường rồi nhỉ? Bị bẩn rồi. Phí thế, bỏ bao nhiêu? À mọi người chả cần mặc đâu, bởi vì à vẫn phải mặc đấy. 70. Nhưng mà cái phần này nó cũng che rồi mọi người ạ, 70.000 nhá. 70k này, cái phần ngực của nó cũng không hở đâu. Nó chỉ kiểu lỗ các chỗ khác thôi. 70.000 nhá. 70k này. Cô đi làm từ thiện hết. 45.000 là cái này à? Ai cho đây? Và kéo comment lên trên rồi. Để tôi mượn cho tôi đọc. Bốn mươi lăm k chị Loan Nguyên ạ. Cái này bao nhiêu nhỉ? 70, 75 gì đấy chả nhớ. Cái này quên rồi. Giá bao nhiêu tiền? 70 đi. 70. Cái này 70.000 nhá, mọi người ai lấy thì chốt cho em để em qua màu khác ạ. Màu cam đất nhá. Màu cam đất nhá mọi người. 70k. Rồi qua mẫu đi này. Chị lấy dài. Em đưa đơn lụa lãm đấy. Chị ơi lần sau chị thấy em xả đơn em không bán nữa nhá. Mày thế mất công người, mất công người khác, bán đi bán lại. Đổi cái nào ấy? Và đưa tôi xem nào, tôi không biết. Đổi cái xanh cô ban 70k lúc đầu ấy thôi. Lần sau bán bạn mua hàng đấy mình không bán nữa nhá. Bỏ cái đấy đi ạ. Ừ, 70. Ok. Vài đúng không? Cái này thắt được rồi đây. Cái này bảo sao đây neo này. Đấy. Bỏ cái vai lệch lệch xuống đây. Đấy, đây này, cái này phải rõ eo, thắt eo vào. Đúng rồi, cái vai lệch thấy không? Bùng bùng như này này, ừ. Được không? Xong rồi đang mặc trên váy bên trong nó đang bị cộ. Đây, em mặc lên cho người lên giá như này cho cái này. Con này nhá, con này 90.000. Có gì? 90k. Ai lấy comment là comment 90k. Có đai thắt eo như thế mọi người không sợ bị chật bụng đâu ạ. Có đai thắt eo nhá mọi người, thì mặc như kiểu thành một set luôn ý. Đây như kiểu thành một set luôn.
90.000 nhá, ai lấy chốt cho em. Mọi người có thể mặc lệch vai hoặc là không không mặc lệch được. Thích mặc kiểu gì cũng được. Đây, không mặc lệch được nhá. Ok, thay 90k. 90.000 nhá. Chất len nhá. Chất len. Cái dây ở đấy là dây da như này nhá. Ôi rẻ quá mà không ai chốt á. 90.000 đấy. Ôi dồi ôi. Đùa nhau à, đẹp như thế. Áo len này kiểu dáng hơi crop top một tí nhá. Đằng ê, trước cái váy len đẹp mà. 90.000. Đằng trước kiểu crop top, đằng sau vạt dài này. Như là mọi người mặc cái quần cặp cao ấy, không không hề hở đâu nhá. Kiểu em mặc chân váy cặp cao này. Chân len nhá, chân len mềm. Mượt 70.000 nhá. Đây và đằng sau đây. Mặc với cả cái cặp cao rất là xinh luôn. 70.000 này. Mặc thời tiết này thì quá chuẩn. Cái váy kẻ đẹp mà, chất đẹp. Mặc thời tiết này thì quá chuẩn nhá. Nếu mang có đơn rồi chỉ cần comment chữ hộp thôi ạ. Không phải để lại số điện thoại đâu. Mọi người có đơn rồi mọi người comment trên chữ hộp nhá. Rồi thay đi, thay đi. Cái váy đấy hết rồi ạ. 70k này. Qua mẫu nhìn tiếp này. Phải với ca Minh Bẹp để số chị em ơi. Bên này không gộp đơn và bên kia nhá, Minh Bẹp nhá. Ơ cái giống cái lúc đầu hay sao ấy nhỉ? Ify không? Không đúng không? Len đỏ chữ nhá. Cái này cũng dáng kiểu hơi crop top một tí. 85.000. 85k mỗi này size S thôi nhá. Mỗi này chỉ size S thôi ạ, bởi vì dáng nó hơi crop top. 85k này, đây ạ, chất len này. Rất là đẹp luôn, 85.000. Ai lấy chốt cho em 85k kèm số điện thoại. Bạn mới là Phương đúng không? Huyền. Huyền à? Ừ. Im đây Huyền. Em có bán như nó. 85k rồi thay đi. Chất đẹp mà, con 85.000 chất đẹp. Chân... ảnh. Có luôn cùng. Vẹt, vẹt vi nhon chốt 85k à? Có bán nhanh cái mẫu không? Thấy chưa? Cái lợn này quay. Nhưng mà hôm nay mình chỉ tóc chỉ tục. Hôm nay thay nhanh lại. Hôm nay 70 nhanh. Chọn áo lên này, áo lên kia. Hôm nay cứ mang một tập ra mặc. Là sao không phải chọn? Cứ mang một tập ra mặc. 70.000 ạ. À. Áo len kẻ 70.000 nhá. Chất len cực kỳ mềm mượt luôn. Đây chân len thích lắm mọi người ạ. Này còn con lúc đầu thay 70.000 này, ai lấy chốt 70 kèm với Mỹ Dung, Mỹ Dung. Mỹ Dung 70. Mỹ Dung có đơn rồi. 50 nhá. Khoác xanh coban. Khoác xanh coban 50k. Khoác xanh coban 50.000 này. Cái này à, mọi người 54 cân đổi lại nhá. 54 cân đổi lại có khuy cài. Có khuy cài. Có váy len bên đấy không? Bỏ xuống cho Hà mặc đi. 50.000 ạ. Cái váy len tập rồi đấy. 50.000 nhá, ai lấy chốt cho em là 50k kèm số điện thoại. Quay lên cả lên giày vào. Ai lấy chốt cho em là 50. 50 rồi, thay đi em ơi. Bên đây rồi, ok. Có lê nà ơi, 20 cái thôi. 20 cái mặc cái có mệt đâu. Không, hôm nay tôi không thấy mệt mà hôm qua không hiểu sao. Thì hôm qua là phải đứng lên ngồi, đứng lên ngồi xuống. Hôm nay chỉ việc đứng mặc thôi. Bà đưa luôn ý. Ừ thì đứng, bà chỉ đứng mà mặc thôi, không phải đứng lên ngồi xuống đi tìm. Áo đó, lên họa tiết nhá. Áo lên họa tiết. Đây ạ. Chất len nè. Chất len nè. Dày dặn lắm luôn. 130.000 nhá. Mẫu này là 56 cân đổi lại ạ. 56 cân đổi lại 130k, chất cực kỳ dày. Chất cực kỳ dày. Quần dạ đẹp chưa? 130k. Chất đẹp vãi chưa? 130k đã. Rồi. Rồi chốt rồi. Cởi ra. 130 Mỹ Dung nhá. Hôm nay mình thấy mình thay nhanh ấy nhỉ? Đấy, tôi dạy bà quay lên mà phải quay thấy khách mới mua nhiều đúng không? Bởi vì cái hàng này nó không phải là bà một ngày bà bán. Cái này. Nói chung là cái này phải mặc nhiều mẫu, khách mới chọn dễ. Rồi lại nhìn thấy giá 70.000 nhá. Len cổ ren 70.000. Váy len
70. Lần sau mà có quay ấy, thì bảo một bạn ngồi mà đưa như này cho. Sắp sẵn ra cởi trang huy. Thì hôm nào quay thì thêm 70.000. Huyền đi làm được mà, Huyền đi làm được buổi trưa mà. 70.000 kẻ số điện thoại, rất xinh luôn. Thì hôm nào quay thì bảo Huyền đi làm được 12 giờ. Chân lên mượt. Đúng không? Mượt, ngồi ghi mượt, còn... mượt. 70 chị Bùi Hằng. Chị Huyền vu sau. Chân lên mượt. Váy lên nâu xé thôi nhá, 50 cân đủ về thôi. Béo quá mặc không đẹp. Con này con. Ủa chân lên đẹp thế. Chân lên ép cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Chị ơi. Kiểu mềm dã man mà thích cực. Thêm mát bác. Mát kìa. Đầy. Mềm dã man ý. Mấy chục nghìn mặc, cái. Em đang mặc cái chân váy nhá, nhìn nó hơi bị cộm. 135. 135.000 có túi nhá. 135.000. Cổ lên chị Huyền vu sau. 135 ạ. 50 cân đổ lại nhá. 50 cân đổ lại thể... màu này mặc lên rất là tây luôn. Bảo Hội Hương mua cái sổ dày dày không được à? Bà có biết sổ quay livestream kia toàn cái sổ dày như thế này không? Bên này cứ mua sổ mỏng, mua sổ dày đi. 150k ạ. À đây là 135 à? Ờ 135k nhá. Nhìn mình xé hết thôi. Mặc chân vải bên trong nhìn nó hơi phình. Ờ nó hơi bị phình ra. Thôi rồi thay. 135 nhá, chân lên cực kỳ đẹp luôn ạ. Tôi sẽ chọn cho bà cái nào mặc nó cam kết chất đẹp. Đẹp không lấy chị tiền. Nào lấy để số cho em với. Chị Gian Dung mà lấy để số cho em với nhá. Con này chất dày, len ép mà. Mượt đấy chứ. Chị Gian Dung để số ấy, lấy 135. Con này quay nhanh đúng không? Có cái gì đấy? Con này quay nhanh đúng không? Bao nhiêu đâu nhỉ? Ở đây nó không hiện ra cái mảnh khác ấy. Hương ơi xem quay bao lâu rồi Hương? 1 tiếng 20. Đây ạ, một cái em áo len kẻ màu xanh lá nhá, màu xanh lá đậm. Chị hứa Thảo Quyên lấy cái gì 50 nghìn đấy, có cái khoác xanh hả chị hay gì? Khoác xanh là bao nhiêu? Cái này phải khâu lại túi này, buộc mất chỉ cái túi rồi, khâu được, khâu được, thoải mái. Phương ơi, các bạn mua một hộp chỉ đi vào, tuyết khâu giỏi mà, bảo tuyết khâu ơi. Mình không biết khâu. Nha, ghi chữ khâu ở đấy nhá, lúc nào đội đóng hàng nhớ nhắc lại đi. Cái này 52 cân đổ lại. 70 nghìn, coi đẹp đấy. 70k, chân len đẹp lắm ạ. Khâu lại cái túi là được. 70 nghìn. Em sẽ khâu cho mọi người nhá, mọi người không phải về khâu đâu. 70.000. Người chỉ cần mặc thôi. 70.000 nhá. 70.000 ạ. Có nhiều đứa nó còn ngồi lên nó mặc áo này. Ừ, nếu mà bà mặc toàn len chui thì bà ngồi được. Ờ. Rồi, váy đi thay đi. 70k Thu Hằng. Có đơn rồi đúng không? Nhớ ghi khâu túi. Ơ Thu Hằng cơ mà. Thu Hằng rồi chứ. Ờ. Chút miệt mài ấy. Ghi Thu Hằng phải rồi chứ. Đúng rồi. Thật á? Bôi nhiều tên là bị giống nhau ấy. Thu Hằng ơi, Thu Hằng có cái gì chưa? Thu Hằng ơi, tình yêu ơi, ngồi chốt miệt mài quá. Ô cái này lên kẻ 90 đâu nhở? Bà người ơi, cái kẻ tôi bảo 99.000 đâu, có ai chốt chưa? Kẻ 99.000 đâu mà, không phải 90.000 đâu. Lúc với bà đang bắn mạc chưa kìa. Tuyến ơi, em đều cái váy kẻ 99.000 chưa ai chốt đúng không Huyền? Kẻ vàng á. Không, cái kẻ mà bạn ấy mặc lên đẹp đẹp mà chê chê bài ấy. Chưa. Đấy, chả biết đâu. Cái này nào? Cả bán này đi. Cái xanh này nhá. Hơi sần một tí nhá, bảo các chị về cắt lông qua. Mà chả cần cắt đâu, mặc cũng chả ai để ý chứ. Cái xanh này phải 62 cân cũng mặc vừa bởi vì chất form rộng. Form rộng với cả chất co giãn nhá. Hả? Số hàng của chị có đọc em không? Chị có đọc em đâu. Chất co giãn nhá mọi người. Lít 1, à 105.000. Lít 1. 105k này. 105 nhá, màu xanh này cũng rất là đẹp mọi người ạ. Chân lên hết nhá. Chân lên ép, mặc dù nó hơi bị sần một tí nhưng mà không chị Bùi Hằng ơi, có khoác len giày nhưng mà hẹn chị livestream hôm sau nhá. Còn khoác len giày không? Cái này cổ tim nhá, em đang mặc áo đen bên trong đấy, cổ tim nhá. Khoác len giày ý. Len nhá. 105 nhá mọi người, chất len ép chưa nhá. Chưa bỏ ra à? Không. Chất len ép, váy. Đây đây. Không còn. Bà đi tìm gì đấy? Chị Sang Kim có đơn bên này không? Mà chị Sang Kim sao của Thu Hằng nhá, 105 là của Thu Hằng. Chị Sang Kim sao cái này 70 này. Chị Sang Kim sao? Mặc ừ. Cái mặc rồi đấy, vừa bị khách ao ấy. Ổn lắm cơ. Màu xanh 70.000 này. Xanh có ba rồi, bình thường nhà em nhiều lắm nhưng mà hôm nay thì gần hết mất rồi. Xanh có 370k nhá. Ai lấy thì chốt cho em là 70k kèm số điện thoại. Xanh có 370.000 này. Hết rồi.
Mua thì nhớ đi. Thôi để mai tôi bảo nó mang sang bên kia đầy. Bên kia tôi mua cả lố. Rồi ra. Đi mua túi bóng. Toàn thế. Mọi hôm thế nên hôm nay giúp kinh nghiệm nhắm đi. Về con này thế. Mai không quay bên cơ sở này đâu, nên hôm nay em chốt cho xong đơn đi. Xong hôm nào quay bên cơ sở này thì em chọn tiếp. Có quay ngày nào nhà chị cũng quay, nhưng mà mỗi ngày quay một cơ sở khác nhau. Và các cơ sở khác nhau nhà chị không gộp đơn, nên là em cứ chọn cho đủ đơn đi. Đủ đơn nay đi để chị gửi trước đi đã. Không cũng không giữ được lâu ấy. Hello quát. Váy len này form cũng hơi rộng rộng một tí nhá. Chị quát là chị toàn thích váy dài 125 xẻ xẻ này. Cái này 62 cân đổi lại. Quát hôm trước mua được mấy cái váy len dài ở bên cơ sở kia đẹp mà. 62 cân đổi lại nhá. Giá 125. Là 125.000. 125.000 chất dày dặn cổ V nhá. Chất dày dặn cổ. Hôm nay cổ là bên tim. Này đang được sale nhá, chứ bình thường không có giá này đâu ạ. 125 nhá. Cổ tim này. Hàng mới thôi. Cổ tim nhá, em đang bảo lên quát. Quát hôm trước mua được mấy cái váy đẹp mà, mấy cái váy dáng dài ấy. Cởi đi em mê. Có một cái váy chạm. Chị Lưu Bích Ngọc có đơn à? Gộp đơn 125k. Chị Lưu Bích Ngọc gộp đơn này. Mặc cái hạt ngọc này ra trước nha, đây này. Được cái hạt ngọc ngọc ấy. Này sale cho hết đi. Váy mận này. Sao làm giá cứ nhìn mắc và bán dễ. Hương bỏ hai cá bò đây bán Hương. Treo nó cô đơn đấy kìa. Váy mận nhá, đính ngọc. Đính ngọc này. Đính ngọc kiểu bông tuyết xong rồi có cái ngọc ở giữa ấy. Ai lấy để 125 luôn cho nhanh. Quả bò đẹp thế. Ai lấy để 125 luôn cho nhanh nhá. 125k kèm số điện thoại ạ. 125k nhá, ai lấy số thêm. Tay đêm mè. Chị đang nói thế đấy. Sale 125.000 nhá, nó còn đính học kiểu hoa hoa ấy, hình hoa ấy. Cái bông tuyết, bông tuyết. Đây, kiểu bông chị tuyết. Liên Farm gộp. Thay đây. Thấy chưa? Sao mình ra đây mình ngồi bọn này. Thấy nhé. Nhà đoạn nào nhỉ? Nhà tôi á? À? Cô đi. Tôi gần cả hang mà. Thôi, bà yên tâm bà, cứ bảo tôi chồng tôi đèo mà thôi. Không, tôi tưởng bà đi và bà đóng tôi mà. Áo bò con này size L cơ, bạn mặc rộng, hàng mặc rộng đúng không? Nhưng mà chất đẹp nhờ. Bạn bạn mẫu nha em mặc rộng 170.000 chất đẹp lắm. Này thêu đủ các thể loại luôn nhá. Thêu đủ các hình luôn, xinh lắm luôn này. 170.000, đố các chị mua đâu? Cái này 170.000. Bình thường phải 2 lít rưỡi là ít đấy. 170 ạ, đây nhá. Em mà hơi rộng mọi người thể gập tay lên. Gập tay lên cũng đẹp, bạn mẫu mặc rộng. Hay đi em mẹ. 170 nhá mọi người. Đẹp mà, áo bò chất dày dặn nhá, không phải hàng chất lởm lởm đâu. Chất đúng chuẩn hay chất bò luôn. Đúng rồi, hàng này làm gì có hàng bò lởm không à. Áo bò dạng ngắn này. Áo khoác bò dạng ngắn nhá. Đằng sau quay có cái cánh như em á. À có con bướm, con bướm. À bông hoa, con bướm. Bướm. Đây hình rất là xinh này. Em này 160.000 nhá. 160.000 quá đẹp luôn. Cái này form nó tầm 160.000 nhá. 160 cành. Dáng kiểu này mọi người mặc với cả chân váy cũng cực kỳ xinh luôn. 160k nhá, ở đằng sau. Đây, dáng kiểu crop top ấy mọi người ạ. Bà dáng kéo, crop top nhá. Hoặc là mọi người mặc váy body ấy, cũng đẹp. Khoác một cái crop top bên ngoài. Còn nhiều lắm. Bà có không nghỉ rồi này em này. Mấy bọc nặng được, bán hết đi, hôm nay làm giá hết mà. Nhanh không? Còn nhiều lắm. Còn ai thích áo bò không? Áo bò chất cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Không ai thích. Hay là không ai thích chất bò đúng không? Mọi người thích len hơn à? Xêu con này luôn. 101 nha. Màu cốm nhá. Áo bò bất thành. Váy màu cốm. Váy màu cốm. Đây ạ, váy cốm này. Váy cốm 110.000 110k luôn nhá. 90 luôn cho nhanh. 90 luôn này. Fix luôn 90k cho ai lấy ạ. 90k nhá. Tôi không lên đi ra cửa hàng.
90k ai lấy chốt cho em là 90 xanh. Tiếp đi Hương ơi, cho ít vài đây. 90 kèm số điện thoại. 90 nhá. Ơ cái đấy gần giống cái vừa nãy chị ấy mua nhỉ? Ơ vừa nãy có 2 cái bao nhiêu người chốt biết thế. Yếm yếm một ngủ ngoài bàn đi. Thay đi thay đi. Thay đi. Bùi Hằng lấy để Bùi Hằng 80.000. 80.000 cái len xanh nhá. Bùi Hằng nhá. Ơ cái này như Hương chụp ảnh hay sao ấy nhỉ? Thôi bán đi, đi sần. Len cổ lọ. À, dạng này đẹp nhỉ? Nhưng chẳng chủ. Hơi sần nhá. Em này hơi sần, chị nào lấy em để 100k luôn này. 100 luôn nhá. Nhưng mà chất dày lắm ạ. 100.000. Chất dày lắm nhá, 100.000. Ơ chị ơi, mặt ngược và mặt ngược này ạ, mặt ngược này. Mặt ngược. Mình cả mặt ngược ấy. 100k, 100k. Mặt ngược nhá, cái vạt đằng sau nó ngắn hơn. À vạt đằng sau nó dài hơn nhá. Đằng trước nó ngắn hơn đấy em mặt. Đây này, tôi uống canxi này, nở hết cả mồm. Uống canxi nó nóng mồm đúng không? Nó nóng ấy, nhiệt ấy. Ờ, bị nhiệt mồm. Phượng Bùi à? Hay Phụng Bùi à? Phượng mồm nữa. Phượng Bùi nhiều thế nhỉ? Hay là mà không lên. Hợp lại đấy nhỉ? Không, canxi nóng à? Ừ. Canxi ai chả nóng nhiều hơn táo bón. Trời ơi, cổ cái thân tôi. Mày quần... lên cổ tim nhá. Ôi chết rồi, quên không bảo em đếm rồi. Em bóc mấy bọc quần dạ rồi à Huyền? Quần à? Ừ. Mỗi bọc được khoảng 20 cái không? Tầm này. Ừ. Thì bóc đếm cho chị nhá. Đếm gian luôn thôi. Lít 1. 110.000 nhá, cái này là cổ V nhá, đây là cổ tim này. Cổ tim nhá, cổ tim nhá, cái này nếu mà ai kiểu tầm 1m6 thì mặc sẽ thành dáng dấu quần. Ai mà cao như em thì mặc kiểu dấu quần nhá. 110.000. 110.000. 110.000. Mà con đâu này? Len nâu cổ 3 phần. Cái này nào chắc. Cái nào cũng được. Cái này giá rộng. Ủa cái len căng đấy thì chốt rồi em tình yêu ơi. Chị Liên Pham chốt 110k này. Chị Liên Pham chốt 110k này. Mình yếm chỉ cần dơ thôi bà. Len cái này cũng như kiểu cánh dơ ấy mọi người ạ. Đúng không? Cái này vào pinbot đi bổng được rồi. 120. 120.000. Màu nâu tây nhá. 120.000 nhá. 120.000. À cao cổ 100 chốt rồi ạ. 120.000. Cái áo cao cổ nó hơi sần nhá, chị nào mà vừa lấy chốt được thì về cắt lông em cả. 120k rồi chốt cho em 120 kèm số điện thoại. Chị Sang Kim à? Gộp đơn đâu ấy? Ở đây có đơn à? Làm gì có chị. Chị Sang Kim ở đây không gộp đơn ở lại bên nhà đâu nhá chị ơi. Không gộp đơn với lại bên ao bên Ngô Gia Khảm đâu. Thì chị có lấy không ạ? Em không gộp đơn ở bên Ngô Gia Khảm đâu. Chị có lấy nếu mà một cái thì bên em giữ đơn thôi chứ không gộp đơn nhá. Yếm màu hồng phần nhá. 90. Yếm màu hồng phấn chất len cực kỳ xinh, mọi người mặc với cả áo len hoặc là áo chắc kiểu cũng hơi sần sần nhỉ. Nó bó với trong. Nó dày nhưng mà nó hơi bị sần kiểu như này nhưng không lộ ấy. Không lộ ấy. 90.000. Ok, chị Sang Kim lấy để số cho em 90k 10 chốt. Số rồi đấy. Từ hai cái nha em nhá. Thực ra là len thì 130-140 nhà mình cũng ship rồi. Yếm nhá, yếm màu chị xanh Lan này. Chị Lan Nguyên lấy cái hồng này lấy chị 85.000 thôi. Yếm màu xanh nhá. Kiểu chất len lông. Chị Lan Nguyên là 85k nhá. Yếm này là chất len lông nhá mọi người, chất len lông ý. Ờ, nó tua rua ở dưới đây. Ở dưới tua rua chất len lông, yếm. Hoặc là mọi người mặc không được mà. Mọi người mặc không được. 130k. Màu xanh rêu. Màu xanh rêu 130.000 nhá, mọi người mặc không được này. Xong rồi mọi người khoác thêm một cái áo khoác bên ngoài. 130.000.
chất dày á. 130.000 này mọi người, nói chung cái này rất mix, rất mix, mix rất là dễ. Mix đồ rất là dễ nhá, 130.000. 130k chị Bùi Thị Ngọc Ánh. Ê, Bùi Thị Ngọc Ánh là gộp đơn ảnh này. Bùi Thị Ngọc Ánh gộp đơn ảnh nhá. Yếm này. Vệ sinh này. Một em yếm hình ngôi sao này. 140. Màu mận nhá. Yếm ngôi sao màu mận 140.000. Chất len cực kỳ đẹp. Hình ngôi sao lấp lánh nhá, màu mận. 140. Màu mận 140.000. Bùi Thị Ngọc Ánh gộp đơn mặc là... với cả sơ mi hoặc là áo áo kiểu áo phông ấy. Áo phông dài tay rất là đẹp nhá, sơ mi cũng đẹp. Ghi giá thì ghi kiểu gì, ghi luôn đấy à? Ghi luôn đấy à? Đây đây, tôi bảo cho tôi mượn cái túi đấy. 140k này. 140k này, ai lấy chốt cho em là 140 kèm số điện thoại. Đấy ạ, ngôi sao cực kỳ lấp lánh luôn nhá. Mọi người thấy không ạ, ngôi sao lấp lánh. 140.000 nhá. 135 đúng không? Mặc với cả sơ mi cũng đẹp mọi người ạ. Sơ mi này, 130 cái này. Áo bên trong này. Này, 140.000. Máy tim mẫu này à, màu mận cũng rất là đẹp. Ghi vào hóa đơn luôn đi. Màu mận cũng rất là đẹp luôn mọi người ạ. Mặc váy len hồng này. 140k nha. một trăm bốn mươi k chị Liên Phang có đơn rồi này, chị Doan Nhung lại sau mất, chị Liên Phang ghi vào hóa đơn rồi luôn đi. Thị Yến 130. Cái này kiểu dáng dài nhá, kiểu dáng dài nhưng mọi người mặc vẫn phải mặc thêm một cái quần hoặc là cái váy ở bên trong. 100 màu hồng phấn. 100k màu hồng phấn nhá, mọi người vẫn phải mặc thêm một cái váy hoặc là cái gì đấy ở bên trong, quần da các kiểu ở bên trong, quần leo kinh cũng được. 100k nhá. Thay gì vậy? Chị Diệu màu... Nguyễn sau ạ. Màu hồng ở ngoài là không bị chóe như ở trong cam đâu mọi người ạ. Màu hồng ngoài là màu hồng phấn nhá, không bị chóe đâu, không hề chóe luôn. 100k. Chị Hiền Nga Đỗ Thuy nhá, 100k. Hiền Nga Đỗ Thuy có lên vàng đẹp nhưng tôi hơi sần. Sale 8885 luôn. Váy len nhá, váy len xeo luôn là 85k này. Cái gì thế nào? Xeo còn 85 luôn, nó hơi bị sần một tí. Váy len xeo 85k nhá, có túi hai bên. Hơi bị sần một tí nhá, xeo luôn 85k. Nhưng mà mặc không lộ đâu, cam kết luôn. Mẫu này gần thôi. Mẫu này 54 cân đổ lại nhá. Cái này vừa lấy ra 33 tiền này nhớ. 90 à? Mà cái này chất không bằng cái kia này. 100. Thay ra. Có hai này. Lấy rồi. À lại một nữa. Đây là cái khác. Vâng. Ừ. Còn điên. Đây sao lại có hai lấy cho mình. 85 nhá mọi người. Lấy ra đi. 85k chị Liên Pham này. Đơn chị nhiều phết rồi đấy. Rất dày dã man. Vẫn gộp được một đơn đấy nhở. Nhở. Gộp được đấy. Ờ nhưng mà áo lên à. Cái này là váy liền nhá, váy liền. Con len chẳng hay đẹp này. Liền mỗi cái chân váy da về các chị là qua cái chân váy da nhá. Cái ngắn hơn cái kia sao? Cái ngắn hơn một tí nhá. Váy liền mọi người mặc như kiểu thành một set luôn này. Như kiểu thành một set luôn nhá, ở dưới là chân 90, váy da. 90. 90k. 90k nhá, chất len rất là đẹp, ở dưới là chân váy da nhá. Chất len mịn. Chất len mịn. Cắt lông qua đấy nhỉ. Màu hồng phấn. Nó lại cắt lông qua qua. Màu hồng phấn nhá. 90.000. Xinh cực như okay. Kiểu một set nhá. Ok, thu hàng gộp nhá, để thu hàng 85 này. Để thu hàng 85 thôi. 85. Thu hàng có đơn rồi đấy. Chị có đọc tên em đâu ấy. Chị có đọc tên em đâu. Khoa len kẻ nha. Chất len mỏng nhá mọi người. Đây, chất len mỏng dáng dài dài. 70 đúng không? Chất len mịn mà. Chất len mỏng mịn nhá, 70.000. 70 cành. Này à? Nó hơi vào chân. 70k. Thay đi bé. 70k nha mọi người, ai lấy chốt cho em 70, rất là đẹp luôn. Chất len mềm nhá. Chất len mềm 70.000. Em này 95. Em này xinh này. Nhờ. 95 hoặc 90 gì đấy, tùy, 95 cũng được. Len 70 của Như Cường Phạm. Len dài nhá.
chữ đằng sau. Chưa vào đơn chưa? Chưa. Như Quỳnh Phạm à? Chưa. Như Quỳnh Phạm để số nhá. Cái này đằng sau này, à nhầm chữ đằng sau này. Cái này dáng dài nhá, 90. Dáng dài như này nhá đây ạ, dáng dài là 90.000. 90k luôn, quá đẹp, lên giá cực kỳ đẹp nhá. Đây ạ, mọi người thấy không ạ, lên giá cực kỳ xinh này. Mặc với cái gì bên trong mà khoác ra ngoài cũng rất là đẹp. 90k. Thấy ra. 90k. Đấy, 90k chị quát nhá. Chị quát thích dáng dài. Quát gộp đơn đấy, có đơn đấy. Ê hả, hai bà để hay mà mặc hàng lót luôn này. À, à. Dạ. Nhưng mà cổ cao nhỉ. Ê, không ra đâu. Đây này. Ê, cứ mang cái 2 giây đi cũng được. Nhưng mà đến mùa đông chết rét. Mùa đông trong này chắc ấm rồi. Ấm đi ấm chứ, đây là bị 1-2 cái chấm đấy. Bảo khách là thích của 50.000 này, chất đẹp đấy. Bảo các chị về tẩy không lộ đâu. Nói chung là không lộ nhá, bị một cái chấm. Ai lấy để 50.000. Đây, bị một cái chấm bé tí, bé xíu xíu thôi mọi người ạ. Tích xeo lộ 50k nhá. Sang xeo lộ 50k cho ai lấy này. Cái này là khoác có mũ. Như Quỳnh Phạm không để số đâu, hủy đơn em. Khoai len có mũ nữa. À, Như Quỳnh Phạm để số ở trên, lấy một cái 90.000 nhưng mà không được ấy. Như Quỳnh Phạm em còn lấy cái 70 không? Khoai len có mũ này 50.000. 50k. Hiền Nga Đỗ Thi gộp, Hiền Nga Đỗ Thi gộp cái 50. Quát ơi, 90.000 con này rẻ lắm. Quát về sờ chất được nhé. Cái nào bớt được tôi bớt ngay. Thế mọi người biết thừa tính em ấy. Kể cả các cái chị chốt ok giá rồi, mẹ này có giá rẻ hơn, các chị vẫn ok. Tức là giá là bớt được ấy, thì em bớt luôn, các chị biết thừa tính em rồi. Bán hàng chưa rồi để khách phải nhắc. Và tự tăng bớt thôi. Len màu ghi ạ. Len màu ghi nhá, 55 cân đổi lại. Mỗi là 55 cân đổi lại nhá. Màu ghi chất len, kiểu chất len rất là mượt luôn, mềm. Thích. Bao nhiêu ạ? 135. 135.000 nhá mọi người. Em len này 135.000 này. 135.000 nhân lên giá cực kỳ xinh. Mọi người ai lấy chốt đây là 135 kèm số điện thoại. Giá cho Hà nó tự tin hơn thế sao? 135k kèm số điện thoại nha. Thay luôn nhá mọi người, chất đẹp quá. 135 của Ngô Mi. Gộp len ghi nhá. Ơ, Lưu Bích Ngọc ơi, comment chậm quá. Đây còn một con còn giống ấy. Có đâu nhỉ? Nỉ nhá, nỉ đỏ này. Có hai cái mà. Nỉ đỏ 130.000. Lưu Bích Ngọc có đâu nhỉ? À đây, còn một con gần giống mà chất dày hơn. Hỏi Lưu Bích Ngọc có lấy không? Nhưng con này 150.000 cơ. Nhưng mà chất nó dày hơn, 150.000 cơ. Lưu Bích Ngọc ơi, nó giống hệt nhưng mà chất dày hơn. 150.000, Lưu Bích Ngọc có lấy không ạ? Chất dày hơn một chút nhá. Kiểu, đây là chất len dày, nó dày hơn 150.000. Lưu Bích Ngọc mà lấy thì comment là lấy giúp mình gộp đơn nhá. Nào, tôi mượn cái len 130 của Ngô Mi à. Bớt cho Ngô Mi còn 130 đi bà ơi. Này, 130. Ờ, dáng y hệt cái dáng lúc em mặc mà chị. Dáng giống hệt luôn, con này form đẹp. Đây, cái dáng giống không? Hệt đây này, đây. Kiểu vạt như này, giống hệt lúc em mặc rồi đấy. Nhưng mà dày hơn. Chưa, chất dày hơn nhá. 150.000 nhá. Cái gì đấy? Áo nỉ ở lát bông 130.000. Xeo luôn nhá, để xeo 1 lít. Xeo luôn 100k. Ok, Lê Bích Ngọc lấy nhá, 150.000 này, dày dã man. Đây là hàng mới đấy hả chị? Đây ạ. Áo này 100k nhá. 100k lấy chốt em là 100k kèm số điện thoại. Ai lấy chốt em 100k kèm số điện thoại. Đây là nỉ lót bông nhá. Nỉ lót bông 100k. Mẫu này chỉ 52 cân đổ lại. Lót bông ở bên trong cực kỳ ấm luôn ạ. 100k nhá. Thấy đen mề. Lên men. Thu Hương Nguyên 100k gộp có đơn rồi. Rồi không là gì so với bên kia. Chị thấy tốc độ không? Bên kia quay còn hơn nhỉ? Hôm nay chị thấy em chị Thu Hương không? Chị Thu Hương cách Nguyên có đơn rồi. Alo. Ừ. Biết em. Ừ. Váy len nhá mọi người, váy len đen trơn. Cái này thì mặc rất là dễ mặc bởi vì nó là màu đen trơn. Nếu mà ít thì chị để. Còn nếu mà để nhiều tiền. Đây, cái này đen trơn như này thôi nhá. Ờ ok, thế em bảo các bạn nhân viên đi nhá.
Em bảo là em gọi cho chị rồi, bảo em gọi em gọi cho chị Lanh rồi, chị Lanh đồng ý rồi. Thế là bảo các bạn ý, ừ rồi ok nhá, bảo các bạn hộ chị vậy. Ok. Ừ ok ok. Thu Hương Nguyên đi. 50 hả? 80. Cái đen trơn này cực kỳ dễ mặc này, ai lấy kiểu mặc cái này xong khoác cái gì bên ngoài cũng rất ok đấy ạ. 80.000 nhá. Lên đen 80.000 này, ai lấy chốt cho em là 80.000 kèm số điện thoại này. Chị Thu Hương Nguyên này có đơn rồi đấy nhá. 80k kèm số điện thoại này. Mẫu này 55 cân, 56 cân đổi lại nhá. 56 cân đổi lại nhá, chất con giãn. Ừ, 130 giảm 100. 80.000, 80.000. Mà có 100, bà ghi 100, bà ghi 130 đây. 100. 80.000. Bà kho rồi. Tức là vào cái tờ giấy tôi ghi rồi, hiểu không? Thì nó là coi là đã vào kho đúng không? 80k ạ. À. Thay đi. Gửi ra. 80 của Bùi Thị Ngọc Ánh. 80 của Bùi Thị Ngọc Ánh nhá. Ơ sao tự dưng cái mặt cái gì? Mickey. Mickey, con là Mickey ở trước à? 70 nhá. Mickey chất len đẹp luôn nhá. Chất len đẹp luôn, 70.000 này. Chất len đẹp lắm. 70.000 luôn. Con này con trai mặc được cái nhỉ? Thì yeah, sợi XL. Nhưng chất đẹp. Đây Mickey ạ, 70.000 nhá. Mickey 70.000, cái này size S. Mickey size S nha mọi người. Đây chân len này. Chân len này. Mickey size S nha mọi người. Thì có Mickey cực kỳ đẹp. 70.000 nha, ai lấy chỗ đây là 70 kèm số điện thoại. Đến ra luôn một vòng cho chị. 70k kèm số điện thoại đi ạ. Xinh cực, chất len cũng rất là đẹp, mềm mềm kiểu đanh đanh ấy. Dày dày. 70.000 nhá. Đây thay đi. Đây 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 đây. Cái gì ấy? Chị gì đấy? Vé đẹp mà. 70k không ai cho đẹp mà, rẻ thế rồi. À, rồi. Cái này chị Phai. Cái gì? Không phải chị Phai. Chị nó gần trễ. Áo khoác sang kim chờ tí. Váy len kẻ size S này. Cái này size S nhá, xòe. Hết luôn đi. Bán được không mệt đúng không? Cứ chán chán. Size S này. Đây ạ, à, chân len mông tơ ghi nhá. Chân len mông tơ ghi. Size S. Giá là 99.000. Giá 99.000 nha. Ủa người bẩn kìa. Thế thể đây 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 đây, đây. Nhìn đây trắng xóa đấy không? Chúng mày nhá, tao không trừ lương mà không sợ đúng không? Giá 99.000. Không thèm lau gì cả. Bụi. Biết là đồ len nó bụi hơn thường. Size S nha, lấy thì chốt cho là 99k kèm số điện thoại size S. Vẹt 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 mignon lấy rồi, 99.000. Vẹt mignon. 99.000 vẹt mignon. Khoác len 70 đồ len. Ai lấy để 65. Cho lên 65. Tôi xin. Khoang len đen 65k. Khoang len đen 65k. Ở bên trong đó phải chơi sống. Ngứa. Ừ. Chắc là ngứa chắc len kiểu len lông lông ấy. 65. Ai lấy em để 65.000. Chơi nhá. Có khuy cài chị lên. Bui hăng nhá, để chị Bui hăng 60 luôn. Để này. Chị Bui hăng 60 nha. Đấy chị Bui thì bắt cọc thẻ nhá, gửi sang thẻ chúng tôi nhá. Mua nhiều khách mới ấy, thì phải bắt cọc thẻ. Chị ăn một quần tầm 19-20 cái. Tầm cái gì đã bảo đếm chính xác một bọc đi. 19 cái á? Hả? 19. Bọc quần này 19 đây. Bọc đấy 19 gì em đếm chắc không? Chắc. Đếm 2 lần rồi. Để gì ra. Còn một quần nữa không nhỉ? Thì ảnh quần này này. Đâu còn đâu, đâu bà bỏ một bọc đi, đếm lại, đếm cả bọc đấy xem 19 hay 20 để tôi bảo. À đen đỏ nhá. Cái gì 60 đấy? Chốt rồi. 60 hết rồi, 60 giá trị gì vừa fix nữa rồi. Chị vẹt mignon thì sao? Vẹt mignon là 99 rồi. Ờ thế ạ? Ừ. Thế lúc chị nào vừa dồn đơn ý. Váy, váy đỏ nhá, cái này kiểu dáng vai thôi. Nhưng mà chất đẹp đúng không? Chất len đẹp. Sale 90 cho chị nào lấy. Chất len đẹp nhá, mẫu này dưới 5 5 mấy cân nhỉ? Tầm 52 cân đổ lại nhá. Mẫu này tầm 52 cân đổ lại nhá mọi người. Màu đỏ ngoài đẹp hơn trong cam. Màu đỏ ngoài đẹp hơn trong cam nhá, 90.000. 90.000 luôn, màu đỏ mặc lên cực kỳ nổi nhá. 90k 52 cân đổ lại.
52 cân đổi lại 90.000 này. Đằng sau đây ạ. Nếu mà ai kiểu cao cao ấy thì mọi người mặc thêm một cái quần ở bên trong nhá. Bởi vì cái này ở đâu ấy? Sợ nó hơi ngắn. Tuần sau luôn à? Thích nhỉ? Phim có phim gì mới á? Sao có phim mới? Tầm đầu tuần sau nhé, định cuối tuần này thôi, đầu tuần sau đi để thử việc nốt mấy bạn kia xong rồi đi ăn chơi thì. Hôm nay là thứ mấy? Chia tay Tuyết. Tuyết Nhung. Tuyết đi. À Tuyết và Dung. Dung chia tay lâu rồi nhưng mà bây giờ mới đi ăn chia tay Dung. Bùi Thị Ngọc Anh 90. Thứ hai, thứ ba. Con Bình chia tay một lần rồi lại quay lại làm. Bây giờ lại chia tay tiếp. Sao lại chia tay tiếp? Thế là chia tay hai lần. Nó gì nhỉ? Nó bận đi trực lại chả làm được. Mấy đứa nó quen việc rồi chả thích tuyển mới gì. Một em lên cổ bên này tuyển phân. Dễ này à, bên này thì các bạn bán hàng ấy tuyển dễ. Một thì bán hàng hơn ý. Cái này bên kia chút đơn 150 bà ơi. Cái đây này 150.000 sale còn 130. Sale luôn 130 này, giá trên mát là 150 nhá mọi người. Sale luôn là 130k. Ok. Váy len nha. Váy len đây ạ. Chất mượt, chất kiểu ẩm ẩm lắm. Chất kiểu mượt cực kỳ. Chất kiểu ẩm ẩm lắm. Chất kiểu mềm mềm ấy. Thích cực. 130.000 nhá. 130.000. Mặc lên xinh là màu kiểu màu đậm đậm ấy. Màu xanh xanh đậm đậm ấy. 130k chị Mỹ Dung. Chị Mỹ Dung. Ok vào kho rồi nhé. Đừng có nhầm nhé. Tất cả những cái đã ghi đầy đủ là vào kho rồi. 40. Mặc len màu nâu mỏng 40k. Khoác len nâu 40.000 này. Ai này chốt nhanh cho em sẽ qua mấy khoác này chỉ khoác cho mọi người nhìn qua thôi nhá. 40.000. 40.000 nhá. Thầy. Ghi giá đã sale là ghi giá trên mạng. Đã sale. Và ghi giá vào sổ là giá đã sale ở trên mạng thì đừng sửa. Trên mạng để đấy thì đến khi dặn bà dặn cả Tuyết ý, chốt đơn ý thì thấy cái nào mà mác ghi bị lệch giá thì chắc chắn đấy là giá sale cái đấy là đã vào kho rồi hiểu không? Hiểu không? Tôi ký hiệu vào đây là vào kho rồi. Đấy thì tức là cái đấy sale cũng bảo Tuyết thế, lệch giá trên mark là sale. 40 chị Mỹ Dung, cái đấy 30. Cái này 30 này, len đen họa tiết 30k. Họa tiết len nhá, 30.000 này. Ai lấy chốt em 30 kèm số điện thoại, len mỏng nhá, 30 kèm số điện thoại. Mỹ Dung. Cái đỏ này. Mỹ Dung 40. Cái đỏ này bị mất một khuy rồi. 30 nhá, họa tiết len 30 này. À, mình còn khuy không hả Tuyết? À Hương. Bảo các chị là bị mất một khuy nhá, mình sale luôn nhá. Mất một cái khuy ở cổ, về không cái khuy vào này. Ở cổ không ai để ý đâu, cái cổ cái đấy là ở sau. Cái khuy ở sau, khuy cổ là ở sau. Ôi. Cái 30 à? Cái khuy ở sau, 30. Của ai? Bà chốt đi. 30k. Cô chóng mặt quá. Lên đỏ nhá mọi người ơi, ở đằng sau là nó có cài khuy nhá. Nhưng mà hiện tại là em ơi. Có một sự sơ suất nhỏ đấy, 20. Đấy, 20 thôi đúng không? Chị đã vừa em đến mấy lần rồi. Vân Hồng, chị Vân Hồng 30. Thế ừ, thì mất một cái quy mà đằng sau. Mọi người về khâu vào dùm em. Em sẽ fix con này còn 70.000 cho chị nào lấy. Với cả đằng sau cũng không quan trọng đâu mọi người ạ. 70.000 chất đẹp lắm. Tay kiểu 60.000 luôn. À 70 đi, đẹp mà chất lên đẹp lắm. Tay loe này. 70.000, 70.000. 70.000. Mặc lên giá rất là xinh nhá, màu đỏ nổi. Cởi đi. Chất len vừa tầm, không dày quá, không mỏng quá. Chị à lấy cái này em để 65 ấy. Thề luôn, chất đẹp. Này, bán cho hết đi, chị à. Đợi mặc lại. Ủa đau bụng thế nhỉ. Chứ rồi ăn cơm rang có cái gì. Đau bụng quá. Sale con này 80. À 85 quên. Cái này kiểu dáng dài dài nhá. Mọi người nếu mà mét 5 thì sẽ mặc thành váy. Còn mét 6 thì mọi okay, người phải mặc. Ok, cho tôi Lưu Huy Ngọc 60.000 này. Ông lại còn đi mặc cả tôi nữa, tôi đến nể không. Mét 6 thì mọi người phải mặc thêm một quần bên trong. 85 à? 85.000. Chào chị Vũ Nhạn. Em chào chị Vũ Nhạn. Chào chị Vũ Nhạn, 85.000 nha mọi người. Ai đấy thì chốt cho em luôn này. 85k. Đau bụng gần chết rồi. Đau bụng 85k xin chúc mừng chị.
sang chị sang kim. Sang kim tào lao kem. Nhìn móc nhiều thế nhỉ? Để bán nhiều. Cái gì cơ? Phát lên hồng nè. Thừa móc nhiều, hồng cởi móc ra. Phát lên hồng, màu hồng, vỏ đỗ cực kỳ tôn da. Cái này mặc rất là trắng luôn nhá. Này, thế mà tưởng tượng là trước tôi bán nhá, một buổi tối toàn 150 đơn với 200 đơn. Bán ở đây luôn. Đợt trước bán mình đông lắm, biết vì sao không? Vì khách cứ qua lấy hàng ấy, cứ tấp nập một ngày là gần chục triệu chị bình thường. Bao nhiêu mà? 70.000. 70.000 nhá mọi người. Hoa lên hồng 70.000 này. Hồi mà tôi còn quay ở đây này, nhưng bây giờ thuê kho bên kia chẳng ra đây quay nữa. Kiểu quay tiện khách qua lấy hàng ấy, khách toàn vào mua mấy cô có mấy chị khách không khách công sở ấy. Vào mua toàn một lần 5-7 triệu. Nhỏ vèo ấy, sợ cực. Mùa đông ấy, áo dạ áo dùng các chị mua nhiều lắm. Bởi vì một cái áo dạ nhà mình ấy thì tức là mua 4 năm cái mình bằng một cái dạ cho em 70. Có giả ngoài chị Huyên vu gộp áo này đúng không ạ? Mẹ tôi nhá. Mua chị Huyên vu gộp áo ấy năm mặc thì chị ok cho em nhá. Này tôi mang đưa cho tôi mẹ. Chị Huyên vu gộp áo ấy năm mặc thì ok cho em. Chị Huyên vu rồi nhưng mà chị Huyên vu ở đâu, ở đây không? Có. Một cái giống chưa? Ở chị Huyên vu 70 con hồng ở này này. Ok chị Huyên vu ok đi. Không chị ok đi. Ok đi. Mệt vãi. Ok nhỉ. Cái váy len ép hoặc lại đẹp này. 70 ạ? Ừ 70. Len họa tiết nha mọi người. Len họa tiết này. Em bao nhiêu? Xem mát ạ. Có mát không ạ? 140. Sale 130. Len họa tiết này sale 130.000 nhá. Len họa tiết này sale 130k. Chị Vũ Nhạn ơi, chị mà hay xem live stream nhà em thì sẽ thấy em toàn nói chuyện như thế. Hôm nay là nói bé đấy. Hôm nay nói bé gấp tỷ lần đấy. 130.000 nhân lên họa tiết. Cái họa tiết rất là xinh luôn đấy ạ. Đợt trước toàn vứt hàng lên nhà mẹ tôi. Dày. Xong rồi mỗi lần trở ra cửa hàng để bán đấy. Đợt tôi xuống ngày ở đây cắm chốt tôi ra ăn tối. Bây giờ trăm này. Cả tháng không tìm ra đây. Ai lấy cho em 130 kèm số điện thoại. Bây giờ cả tháng không ra đây thật. 130. Này có đợt cả tháng tôi không ra thật đấy nhỉ. Không, 2 tuần thôi, không đến 1 tháng. Con này dơ cũng được bảo ơi, sale đi, sale 60.000, con này len nam ấy, to, nó lẫn. Cái này mọi người có thể mua nếu mà ai to to ấy ạ, tầm 6 mấy cân ấy thì mặc vừa nhá. Nếu không mọi người có thể mua cho chồng mặc cũng được. Chồng mặc cũng được nhá. Size XL đấy. 60.000 chất đẹp lắm. 60.000 nhá mọi người, ai mua chồng cũng được. Bởi vì cái này form to nhá. Cái này chồng mặc cũng được. 60.000 nhá. 60.000. 60.000. Ai lấy chốt cho em là 60k kèm số điện thoại. 60.000 nhá. Len hồng này. Len hồng nhưng mà cái này kiểu cũng kiểu là họa tiết lỗ nhá mọi người. Chị Huyên bui 60k. Huyên bui cho em số. Hình như chị có đơn nhá. Hình như có rồi ạ. Huyên vui hình như Huyên vui rồi, Huyên vui không biết. Huyên vui cái đông không? Đúng quá. À. Không không. Thế như chị Huyên vui vừa đấy chị còn hỏi là không có một đơn chị có lấy không? Hình như có rồi đấy, bà tìm sổ đấy. Hình như chị bảo có hay sao nhỉ? Em có, đúng rồi, em đã lấy kiện len trẻ con nhá. Chị Huyên vui đơn đầu hay đơn 2 đấy. Em lấy len trẻ con đẹp chị Lâm Phong ạ. Cái khoa hồng này 60 nhá, anh lấy comment cho em là hồng 60k. Hồng em đã 60k. Đặt kiện lên trẻ con rồi, đẹp lắm các chị ơi, nhìn phê cực mà rẻ. Ví dụ các chị đi mua cái len đấy ở ngoài bọn trẻ con toàn hơn 200.000. Nhà em chỉ khoảng 80-90.000. Là len nhiêu hay len gì? Hàng len mà đẹp lắm, hai cái rồi kìa. Thấy chưa, tôi bảo Huyên vui của đơn rồi, bà không tin, 60.000 nhá. Đúng rồi, em cũng nhớ. Cái đấy 60.000, ok chị yêu. Ngày năm gửi hàng cho em nha, để kịp nhận lương trả. Ui dồi ôi, khiếp đáng bao nhiêu đâu mà. Mua một đống này chắc hết hơn 500.000 tí. Sao ở đây không có này. Yếm thế hết. Chị nhớ là chị còn hỏi chị Huyên Bui ơi, chị có lấy không mà đưa lại xem nào. Chị hỏi, chị còn hỏi là Huyên Bui à, chị ơi chị có lấy không mà, không có một đơn mà. Yếm rêu hết rồi ạ, yếm rêu nhà em hết rồi nhá. Chị Huyên Bui ơi. Hay chị từ đơn hôm trước. Đơn rưỡi là đơn hôm nay. Tức là đơn hôm nay là chị có một hay là hai hay không. Là sao? Tức là hôm nay mới có một hay làm sao? Xả con này 50.000 luôn đi cho ai lấy. Xả 50.000 luôn này mọi người ơi, 50k có khuy cài nhá. Màu hồng đậm. Con này dơ thôi. Váy len body. Váy len body 5. Váy len body cũng 50.000 nè.
Cái này mét 5 thì mặc thành váy mà mét 6 thì mặc thêm một cái gì đấy ở bên trong. Hôm nay mà em thấy chưa? À, sao thế nhỉ? Xem thấy có một cái chị ạ, cái trước của chị là cái gì đấy? Chị có nhớ đặc điểm không? Chị nhắn tin cho em cái. À chị đọc cho lên cho em với. Này, lên body màu đỏ 40. Hay là nó phải mình bảo xong chị bảo không nhé. Không nhé là chị khác gạch tên là Hồng Ngọc. Alo ạ. Hồng 50 gộp. Hiền Nga dạ? Đỗ Thuy. À con tháo ra, hôm qua tháo ra đấy ạ. Hiền Nga Đỗ Thuy cho. Hôm qua tháo ra tại nó ngã thế nên là con rửa luôn. Tối về đeo ạ. Vâng ạ, vâng ạ. Chị Uyên Bùi ơi, em chỉ thấy chị có một cái. 50.000 tháo ra. Chị cho cái gì? Ở cái đấy của chị cái gì? Hiền Nga Đỗ Thuy. Cái này rơi hả bà? Ờ, rơi mặc cái gì? Yếm. À đâu, cái này là váy body. Váy body nhá. Váy body có hàng đính đá ở giữa này. Màu mận nhá mọi người. 50.000 màu mận, chất len đẹp. Chất len đẹp màu mận nhá. Màu mận 50.000. Ai lấy chốt cho em là 50k kèm số điện thoại này, 50k đỏ kèm số điện thoại. Để kiểu... tí em kiểm tra cho chị ơi. Chất len kiểu ơi, chất len mang quấn ấy. Bật lát đi kiểm tra ra luôn mà. Kiểm tra được con comment của chị mà. 50.000 kèm số điện thoại đi ạ. Đây. Laptop vẫn bật à? Một vài nhỉ? Bị sần đúng không? Sần nhiều ấy. Không bị nhiều đâu, bảo khách cắt được mà. Sale đi, sale 60.000. Em sale luôn em này 60.000 nhá. 50 gộp của Doan. Doan Nhung lấy con body 50k. Cũng còn để chất đẹp dã man luôn. Cái này hơi sần một tí nhá. Hơi sần tí em sale luôn 50.000 cho em lấy này. Về cắt đi một 60. Điển 60 quên mất 60. Rồi thôi sale luôn 50.000. Chị nào về cắt lông cho em nhá. Nếu không ai chốt thôi bỏ đi làm từ thiện đi, đỡ phí. Đẹp mà, chất len thì đẹp. Nhưng nó hơi bị sần mọi người ạ. Sần. Ừ, hơi bị sần sau. Mà cái này cắt lông mà, chị nào mà có máy cắt lông ấy. Minh bẹp nhá, ok, Minh bẹp với cắt lông của chị gái. 50k Minh bẹp nhá. Minh bẹp của đơn rồi ấy. Bật lát chưa? 50k tiếp. Thế nào chốt nhỉ? Ừ, chưa? Kéo đâu Vương? Ôi tôi bảo bà dơ thôi, đỡ phải mặc mà, nên body mà, mặc còn gì? Body mặc quần gì? Hẳn. Dơ thôi, sale 50.000 mặc gì? Lên body sale 50.000 nhá. Ở đằng sau như này ạ. Cái này size S thôi nhá. 50k. Mặc áo canh đi chị. Ok mọi người chờ một tí nhá, 50k. Thay đi. Bà check được không? Không biết check, không biết dùng băng cách luôn. Chờ tí. Cái này đi, 50. Hả? Áo cao cổ 100 mà khác, còn trước đấy cơ. Mọi người chờ chút nhá, còn rất là nhiều mẫu luôn. Áo len cam cam nhá. 50.000. Ai lấy chốt cho em là cam 50k. Tôi để sẵn kia vào mặc đi nhá. Ai lấy chốt cho em là len 50k này. Cao cổ 100k không phải. 145 của đơn hôm qua. Đấy, cái 145.000 này là của chị ý này. 15.000. Thay xem ai chốt đi, không thay đi, thay mẫu cho này. 50k nhá, ai lấy chốt đến 50k. Quay nhanh đỡ ngủ. Cả núi rồi. Có là em không luôn em ơi. Chỉ lên, chỉ đen đâu bảo luôn. Để gọn lên ghế đi, tí Hương lấy chỉ. Quay một em nâu dàn di này. À không xem được đâu, tí mới xem lại được. Đang phát live truyền sao tua lại được. Nhưng mà cái 145 của đơn hôm qua này. Và xem cái 50 ai chốt lên được. Trời
toàn khách mới thôi. 50 thì không ship được. Ừ, 50k cũng ship được. Chị Trang Minh em chốt giữ đơn cho chị nhá. Chị Trang Minh cho em số điện thoại đi. Ôi, con này xinh này, xem mắt. Nâu dàn gì? Hình như chưa có. Có rồi chứ. 150.000. 150.000 nhá. 150.000. Nâu dàn gì này, tay dàn gì ạ? 150k. À, lấy trước đây là 150k kèm số điện thoại. Thay đi. 58 bên đổi lại nhá, 150.000. Mấy giờ rồi? Nhìn điện thoại bạn ấy, mình giống giống nhau vãi nhìn kìa. Hai máy chả khác gì nhau, cứ cầm nhầm. Đây, cái bạc. Ơi. Nặng lắm. 150k của chị Anna Su có lấy không ạ? Nếu không em chốt lại cho chị Bùi Hằng. Chị ơi, con này dáng váy nên cân nặng nào cũng vừa mà. Con này dáng váy nên cân nặng nào chả mặc được. Áo nỉ lắp. Em cảm ơn chị Trang Minh không, nhưng mà ý em là kiểu một cái nên em không ship đi. Nên là chị em giữ đơn cho chị chọn không chọn được. Áo nỉ nhá. Anna Su ấy, để số. Áo nỉ có kiểu ngọc ngọc đấy ạ, kiểu đây nhá. Anna Su chọn thêm đi, ship nó đỡ tốn tiền. 120.000. Chị áo đấy 120.000 nhá, chắc đẹp mà. Chị áo lấy em để 110.000 cho nhanh này, sale luôn này. 110.000 nhá, màu đỏ. 110k màu đỏ. Hết không phải 110.000 ạ. Đây này mà sao không chụp ảnh nào luôn? Chụp cái ngọn sao? Đâu mà. Ủa. Bà cứ xem ảnh cái nào tôi không up, cứ là cái xấu tôi không up. Thấy chưa? Ta chụp xấu. Cởi ra đi chị Như Quỳnh Phan chốt 110. Như Quỳnh Phan có đơn rồi. Máy lên. Đây là sale nốt. 150k. Sale còn 140. Váy len tua rua nhá, xem luôn 140.000 ạ. Váy len này chỉ tầm 54 cân đổi lại. 54 cân đổi lại nhá, xem luôn 140 này. Sale luôn 140. Cái váy len nâu của lại sale cho bạn kia còn 140 được. À thôi tên ở à, thôi cứ để cho cứ để đi. Mình hay ấy khách cực nhắc này. Thôi không được. 110 hết rồi. Sale con này còn 130 luôn này, cho nhanh này, sale hết đi. Sale sắp hết cả cửa hàng rồi đấy. 130.000 nha. Rồi hả ơi. À đẹp này. Rồi hết đẹp vai. Cái váy á. Sale còn 160. Váy len nhá, váy len ép pha gen đáp gen này. Đáp gen ở tay với cả ở đuôi váy nhá, sale luôn là 160.000. Xe còn 160k, chất rất là đẹp. Xe 160.000 này. Màu ghi đáp gen rất là đẹp luôn nhá. Gen mềm rất là đẹp ạ. Ai lấy chốt đây là 160 kèm số điện thoại. À, mặc khoa len đi. 160k kèm số điện thoại nhá. Váy em đang mặc là 130 này. Ai lấy chốt cho em 130 tua rua nhá. Giờ hàng rồi đấy, mấy giờ nghỉ làm hàng này, bao nhiêu đơn. Quang lên kẻ trắng đen. Không. Đây á. Giặt được mà. Nếu mà giặt được thì phết. Là một cái hơi to. Ừ. Con lên kẻ đen trắng nhá. Cái này có hình con mèo ở đây này. Nó hơi bẩn tay thật này. Nó hơi bẩn ở tay một tí nhưng mà chắc chắn là tẩy giặt ra nhá. Cái này là 170 em sale luôn, còn 120.000 cho chị nào lấy.
Sale từ 170 và 120 nghìn nhá. Bạn mẫu mặc hơi rộng, bạn ấy có 48 cân thôi ạ. Các anh chị nào to người hơn thì mặc sẽ ok hơn. Quát thỏ xem còn cái váy len nào qua gối không. Còn đây có được. Các chị thích 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 mặc váy qua gối nha. Bảo quát còn con này 170. Chị quát ơi, còn một cái em họa tiết này Tu Du ở đây nhá. Chất len đẹp 170. Chất đẹp, chất len đẹp luôn 170 nghìn. Đây đến gối. Chị Trang Minh chốt để khoác lên 120 kìa em ơi. Cái này là qua gối luôn đấy ạ. Quát có lấy cái này không Quát ơi? Đây nhá. Ôi con lông trắng này đẹp nhỉ, tôi mới không mặc này. Tôi thích con lông này, cực bạn nào gầy gầy mà không đi bốt đến đầu gối đẹp lắm. Cái này là váy nhá, nhưng mà nó xẻ hai bên. Mọi người phải mặc thêm một cái quần như em ấy. Và là mặc một cái chân váy. Cái này cổ tim nhá, em đang mặc cái áo đen đấy. Con này sale còn 140. Xe 140 nghìn ạ. Váy lên trắng cầm đi là váy này ạ. 170. Cái này đọc mã nhá, xem ai chốt nhá. Chị Mỹ Dung em đọc mã nhá. Váy này 140 nghìn nhá mọi người. 140 nghìn chân len cực kỳ đẹp này. Anh cái này kiểu tay lỡ lỡ ấy. Lên thay đi. Cố lên, tầm 3-4 bọc thôi mà. Con này đẹp mà không ai chốt nhỉ, màu tây lắm á. Váy len kẻ tua rua 170 nghìn này. Mặc hơi rộng tí. Đây ạ, tua rua nhá, tua rua này 170 nghìn, đằng sau cũng như đằng trước nha mọi người. Đằng sau cũng như đằng trước 170 nghìn. Ngày nào ra đây thì bắt hương nhà mình đẹp. Bắt hương là tên đẹp lắm mà, nhưng bắt hương đẹp lắm. Đẹp lắm. Đấy kiểu vòng vòng. Nó kết đẹp lên. 170 nghìn chị Mỹ Dung. Mỹ Dung nhá, Mỹ Dung chốt 170. Mặc mấy khoác len. Khoác len hồng chất dày dã man 180 luôn. Còn 150 nghìn. Lên hồng chất dày dã man. Thế là đã vào kho đấy bà Hà. 180 luôn, 170. Tôi hỏi lại cái câu vào rồi. Và kho này cái gì? Ok đây. Ok chị Lam Phong. Hương ơi. Bà đang bà không có điện thoại, bà đưa máy tôi đây, bà xem màu máy kia tôi nhắn tin. Chỗ đơn chị Lam Phong. Cái này bao nhiêu nhỉ? Sale còn 150. Cái này bạn bao nhiêu nhỉ? 150 nghìn nha. Ai lấy chốt cho em 150 kèm số điện thoại. Mua đây. Ừ, có mua đây. 150k kèm số điện thoại này. Dạ. Quên nhỉ. Ô cái này chốt lúc chưa mặc rồi mà chị ơi. Quát bảo là mặc thử mà, mặc em xem với mà đúng không? Chị có bảo chốt đâu. Có bảo chốt đâu. Bảo mặc xem mà. Trời ơi. Ví dụ chị phải là em chốt nhé, xong rồi chị mặc thử lên xem thì là chốt cho chị luôn. Còn tại chị bảo mặc thử lên xem chứ không biết là chị chốt. Con này 140 sale còn 120 nghìn luôn này. Mà một trăm 140 nghìn sale là 130 nghìn. Tao sale còn 120 đây. Ai sale 120? Ủa cái này. Chất đẹp đúng không? Chất dày à? Đây nha, chân lên nếp này mọi người. Chân lên nếp 120 nghìn. Kẻ rất là xinh, 120 nghìn. Có bảo thôi không cần nữa rồi mà. Có thấy không? Bà thấy comment này không? Thấy á? Bảo thôi không cần nữa không? Tôi không thấy, tôi vừa đọc rồi. Hết mất rồi, tình yêu ạ. Chị hỏi là em còn cái nào qua gối không mặc. Đúng rồi. Để em tìm xem có cái dài qua gối nào không cho chị nhá. Chị không nhận thấy á? Không đọc được ấy. Không thấy, không. Em lướt lên em không thấy, thấy chị bảo là thôi không cần mặc bảo, nữa. Bảo quát là lấy yếm được không? Còn yếm len đấy. Chị có thích yếm không ạ? Yếm chị len. Quát có thích yếm len không? Cái đang mặc là 120 nghìn nhá.
chất đẹp ấy. Đấy là đã sale rồi nhá. Quát có thích yếm không? Còn mấy cái yếm qua gối xinh lắm. Có màu đen, màu đen với cả màu nâu, màu rêu, nhưng mà có một con màu đen đẹp lắm. Hay đi. Mi chốt 120. Đấy. Nâu rồi, mặc đi. Con vạt ngắn lên trước. Mình không để ý vạt lắm, mình đặt mì cổ. Quát ơi, nhanh nào để quay cho quát xem không nghỉ đây. Làm hàng nhiều đơn lắm, nhiều việc lắm. Mặc canh đi. Thả cái canh đi. Áo nhớ, cái này là áo và đằng sau là dáng dài này. 120. 120.000 nhá. Xem cái chỉ này. Cái chỉ này là hơi bục một tí này, nhưng mà không lại được thì mình không. Xem còn 101. Xem 110.000 luôn ạ. Phải tháo tay à? Thế thì cho mặc cái khác luôn để tay. Xem 110.000 này, ai lấy thì chốt cho em 110, 120 hết rồi nha mọi người. 120 nảy chậm ấy nhỉ. Đúng không, là cái này mà bà vừa fix còn 110. Fix còn 110.000. Gộp sang tim rồi, ok. Sang kim 110k nhá. Váy len ngọc. Váy len rất lánh. Cái này dáng hơi ôm nhá. Hương ơi, tôi bán luôn cái len nâu, len ghi đi. Cái này hơi ôm này đấy ạ. Cô còn một nỉ đen như đẹp nhỉ, nỉ đen tay kể như đẹp. Viền ngọc nè, 150 sale còn 120.000 cho ai đấy. Lát với cả ở dưới đuôi váy. 150k sale còn 120k cho ai đấy nhá. Dáng ôm ôm một tí nhá mọi người, 55 cân đổi lại. 4 cái nữa nhỉ. 55 cân đổi lại, 100 bao nhiêu nhỉ? 100 bao nhiêu nhỉ? Nhanh cho ai đi rồi. Ủ thân, mấy đứa đi làm về tay to hơn tay trâu. Em thì sợ về bắn súng. Váy len đen thì ai cũng cần nhá, chị nhá, chất len đẹp lắm, 150.000. Sale còn 120. Chị nào vui vẻ em bớt còn 101 luôn nhá. Này, mặc cái váy len dày cổ về đây, 180 này. Đẹp thế. Hai cái túi hai bên. Trong 10k gộp lưu bích ngọc. Nhiều ấy nhỉ, đơn chị ấy 6 cái chưa? Thế có chốt được vòng một đơn không? Mấy chị khách mới nhớ bắt cọc. Còn 101 rồi. Con xem nào. Thế nào. Ôi, nó hơi bị lỗi rồi. Nhưng không nhìn rõ đúng không? 180 sale còn 120 luôn. Bà bảo khách đi. Mọi người, cái này nó hơi bị lỗi một tí ở đây này. Nhưng mà không lộ đâu. Đây, kiểu nhìn nhiều. Không nhìn này ý, giống một cái kiểu cái hình ấy, cái hình ấy. Không lộ đâu ạ, em sale luôn 180 còn 120.000 cho ai lấy nhá. Cái này nói chung là nhìn mọi người nhìn mặc như kiểu một cái hình thêu luôn ấy. 120.000 luôn này. 120.000 luôn nhá. Cái này cũng dài đấy. Dày nữa. Dày vừa dài cổ 3 phân, chị quát mà lấy lại được này. Thay ghê nhỉ. Càng dài này. Thay đi. 120. 120k nhé. Có cho 20.000 của Minh Bẹp nhá. Đi dậy cho một cái. Không, à bà có. Tí nữa. Chờ tí. Chúng mày lần lượt từng lứa. Váy đen này. Con lấy sale 120 nhá. Váy đen lấp lánh này 120.000. Lấp lánh. Đằng sau đây là cái gì không biết nữa. 100 bao nhiêu nhỉ? Quên. Bao nhiêu nhỉ? 120 à? Tôi xem mã nào.
130 sale còn 110.000. Sale 110.000 nhá. Váy này em sale 110.000 này. Ai lấy thì chốt cho em là 110 kèm số điện thoại. Mọi người lấy chốt cho em 110 kèm số điện thoại nhá. Chị phát bảo gì ấy? Nặng lắm. Nhưng mà hiện tại không còn cái nào. Đây này, máy nặng. Hay là chị đợi đợt sau đi. Chị đợi đợt lên một đợt mới sau. Rất nhiều. Màu mè đi. 140C 120 nhá. Váy len kẻ nhá, chất dày lắm. Còn ờ. Sao để nhìn thấy nhỉ? Sao nhìn thấy nhỉ? Hay đi qua đây ạ? Váy mì đen nào? Cái gì ấy? Cái lại đen gì vậy? Cái mặt ngoài là cái nào? Sao từ mỗi hôm mà. Thì chắc chị đi qua đây ạ. Tật đó. Kiểu thật mình thật. Không, cái này sale còn 1 lít thì ở ngực hơi sần một tí. Váy này hơi sần ở ngực nhá. Sale luôn 100. Không lộ đâu, cũng chả lộ đâu. Nhìn sale luôn là 100. Sale luôn là 90 nhá. Sale luôn 90 quá rẻ. 90 luôn lại chất dày lắm nhá. Mình chất dày lắm luôn. Sale thôi. Co giãn lắm này. 100 à 90.000 này. 90 cành. Ai lấy comment nhá. Thay đi thay đi. Phủ thân hàng với cái máy. 130 xe 120 này nhá. Khoan len xe 120. Khoan len pha màu. 130 xe còn 120 này. Hết rồi. 130 xe còn 120 nha mọi người. Hết rồi đấy. Đây này, vứt đây này. Và lấy tôi cái túi bóng to tôi gom này vào luôn. 130 xe 120 này mọi người ơi, áo khoác này. Áo khoác kiểu mỏng nhẹ nhẹ nhá mọi người, mặc thời tiết mùa thu là rất là đẹp. Ai lấy để 100 luôn đi. Cái này chất len nhá, để luôn 100. 1 lít. Để luôn 100 cho ai lấy ạ, 100k luôn nhá. 100k cho ai lấy này. Còn 3 cái thôi, hay là nghỉ. Có điện thoại này bà nhỉ? Đâu. Alo. Alo. Túi hàng của ai gửi em? Ok em ơi, 19 ngõ 1 Ngô Gia Khảm hộ chị nhá. Ngõ 1 ok. May bà nhìn thấy. Cái này cổ cao nhé, mọi người có thể gặp cũng được. Mọi người đừng gặp, để này đẹp hơn. 130 nhá. 140 xeo 125.000. 140 xeo 125. Xeo còn 120 luôn. Xeo luôn 120 nhé, đấy, xeo kịch sàn. Xeo 120.000 luôn ạ, đây nhá, cái vạt đằng sau dài hơn nhá. Cái này là áo dáng dài ạ. Một trăm hai mươi nghìn ạ, ai lấy chốt cho em 120 nhá. 120 kèm số điện thoại. Con này gọi không nghe. 120 kèm số điện thoại. Chị Hiền Nga Đỗ Thi chốt 120 này. Ta phải nhìn vào camera ta nói. Mệt. 130 đấy. Len nâu này. Len nâu nha, 130.000. Chất dày dặn lắm. Mà chất dày mà nó kiểu mềm ý. Hứ tôi bữa gì làm gì. Cái gì đó? 130 này. Len nâu nhá, 130 có túi hai bên, họa tiết ở áo nhá. Đằng sau là trơn. Nhớ nốt cả. 130.000 màu nâu. 130.000 ai lấy chốt cho em 130 ở cửa hàng này. Alo alo alo. Không còn đi đâu hết rồi ấy. Đê Thành à? À không, ở bên Ngô Gia Khảm. Ơ, Ngô Gia Khảm khác đây. Thôi. Nhìn lên cam thì cái này bao nhiêu nhỉ? 130.000, 130.000 ạ. Em váy này 130k nhá. Ai lấy chốt cho em 130 kèm số điện thoại. 130 kèm số điện thoại. Xinh lắm luôn ý, không ai lấy, không ai thích em này à? Màu này cũng đẹp cơ. Mọi người đi bao nhiêu tiền nhá. Ok, bây giờ nhà em xin phép được nghỉ đấy ạ. Mọi người ai có đơn rồi ạ thì inbox cho em xin thông tin địa chỉ để em chốt đơn và ship hàng đi cho mọi người nhá. Ok.
bye bye mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream nhá. Bye bye mọi người. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nha. Bye bye.